Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 5. Người nói không ai khác khác chính là Bảo Nhi. Để lấy lòng tiểu tử kia, hai ngày nay nàng cầm phù văn đi cùng trời cuối đất, cuối cùng ông trời quả không phụ Bảo Nhi, rốt cuộc nàng cũng có thể đến tìm Gia Gia yêu quý. Nhìn xem, vừa đến bảo bối của Gia Gia, nàng lại không nhịn được mong chờ gặp Dương Diệp. Bảo Nhi chỉ không ngờ rằng Dương Diệp lại đến tham gia cuộc khảo hạch ngoại môn này, điều này khiến cho Bảo Nhi có chút khó chịu vì không thể gặp được tiểu tử kia. Để có thể nhanh chóng gặp Dương Diệp, Bảo Nhi liền tìm một đệ tử ngoại môn dẫn nàng đến Tháp Kiếm Nô. Vừa đến Tháp Kiếm Nô, Bảo Nhi đã nghe thấy lời Tào Hỏa nói, câu nói này càng khiến nàng càng khó chịu. Chỉ có mình Bảo Nhi được xem thường tiểu tạp dịch, người khác tuyệt đối không được. Và lại tiểu tạp dịch kia là sư đệ của nàng. Xem thường sư đệ tiểu tạp dịch cũng chính là xem thường tỷ tỷ tạp dịch, Bảo Nhi không thể để người khác xem thường hai tỷ đệ mình được. Chẳng phải vậy sao, Bảo Nhi nhìn Tào Hỏa với ánh mắt không chút thiện cảm. Những thiếu niên xung quanh sau khi thấy Bảo Nhi chỉ là một oát con nhưng lại dám nói như vậy với trưởng lão ngoại môn thì đều hết hồn, trưởng lão ngoại môn là ai? Chính là cường giả vương giả cảnh. Nếu không phải vì nàng trông đáng yêu lại nhỏ tuổi như vậy thì những người xung quanh đã mở miệng giáo huấn cho một trận rồi. Sau một khắc, mấy tên thiếu niên kia cảm thấy phi thường may mắn vì đã không giáo huấn Bảo Nhi, vì lúc này trong mắt những vị trưởng lão ngoại môn cao cao tại thượng lúc nào cũng trưng ra bản mặt nghiêm túc kia đều hiện rõ nét quái dị, trước hết là vô cùng ngạc nhiên, sau đó là vô cùng sầu khổ, cuối cùng là những vẻ mặt miễn cưỡng. Bảo Nhi, ngươi tới đây làm cái gì? Tào Hỏa nặn ra một nụ cười nhìn qua chỉ cảm thấy miễn cưỡng. Bảo Nhi hừ một tiếng, nói, lão đầu, không phải ngươi vừa nói muốn cược sao? Bảo Nhi đánh cược với ngươi. Thấy tiểu ma nữ đến đây chính là để tìm Tào Hỏa, mấy vị trưởng lão còn lại đều nép qua một bên, duy trì khoảng cách nhất định với Tào Hỏa. Đùa hả, ai dám đắc tội với tiểu ma nữ này chứ? Nhìn thấy hành động của mấy lão già kia, Tào Hỏa chửi thầm trong bụng vài tiếng. Sau đó cười nói, ta đùa đấy, vừa rồi chúng ta đều đang nói đùa thôi, căn bản không có cực chuyện này. Lão nào dám cược với Bảo Nhi, thắng thua đều không được lợi. Bảo Nhi rõ ràng không có ý định buông tha Tào Hỏa, nàng nheo mắt lại, nói, lão đầu, người xem thường Bảo Nhi sao? Thấy tiểu ma nữ dường như đã nổi giận, Tào Hỏa nhíu mày trong lòng thầm than khổ, sớm biết như vậy đánh chết lão cũng sẽ không bày ra vụ cá cược lần này. Lúc này, thiên trưởng lão ở bên cạnh nhìn có chút hả hê nói, đúng đấy, Tào Hỏa, người đây là xem thường Bảo Nhi đúng không? Mấy vị trưởng lão bên cạnh thấy thế cũng vội phụ họa theo, không hẹn mà gặp cùng về phe của Bảo Nhi. Tào Hỏa nhìn mấy lão già kia, mắt muốn phun ra lửa, mấy lão già kia đúng là muốn đẩy mình xuống hố lửa mà. Lúc này, Bảo Nhi lại nói, lão đầu, đừng như vậy, Bảo Nhi nhất định sẽ không để người phải thiệt thòi đâu. Như vậy đi, nếu Bảo Nhi thua, Bảo Nhi sẽ nói ra ra khắc thêm một bộ kiếm trận nữa cho ngươi, nhưng ngươi thua, thì cho ta bộ kiếm của ngươi, thế nào? Thật chứ, mắt Tào Hỏa lóe lên, lão có chút kích động hỏi. Trên bộ kiếm của lão đã có một bộ kiếm trận, nếu như thêm một bộ nữa, thì uy lực chắc chắn sẽ tăng lên không chỉ một chút. Quan trọng nhất là nàng đã nhắc đến ra ra của mình, ra ra của nàng ai mà không biết chứ? Chính là Thiên Phù Sư, minh văn của Thiên Phù Sư. Chỉ có thể thấy mà không thể cầu. Không chỉ mình Tào Hỏa, mấy vị trưởng lão bên cạnh cũng đều có chút động tâm. Nếu huyền bảo của bọn họ có minh văn của Thiên Phù Sư trong tay, thì bọn họ có thể nâng lực chiến của mình lên một tầm cao mới. Tuy nhiên chẳng ai dám tìm Bảo Nhi để cược cả, Bảo Nhi tìm bọn họ hoàn toàn không giống với việc bọn họ tự động tìm đến Bảo Nhi. Nếu để gia gia của nàng hiểu lầm bọn họ tính kế gài bẫy Bảo Nhi thì cả đám coi như xong. Bảo Nhi bất mãn nhìn Tào Hỏa, nói chẳng lẽ Bảo Nhi lại gạt ngươi? Lại nói, một bộ kiếm trận mà thôi, ra ra tiện tay khắc là xong chứ gì? Được, ta cược, lần này trên mặt Tào Hỏa chẳng những không có lấy một tia khó xử mà ngược lại nở một nụ cười rất rạng rỡ. Lúc này, mấy vị trưởng lão bên cạnh nhìn Tào Hỏa, trong lòng thầm hâm mộ. Nếu Tào Hỏa thắng cược, coi như lão ta bội thu. Nhưng lỡ Tào Hỏa thua thì sao? Không phải bọn họ xem nhẹ Dương Diệp, mà bọn họ đều biết tầng 19 kia khó khăn thế nào. Một người chỉ là huyền giả bát phẩm, có thể lên đến tầng 19 nổi sao? Đừng nói bọn họ, ngay cả Dương Diệp cùng thiên trưởng lão cũng không thể nào tin được. Người duy nhất tin tưởng điều này chính là Bảo Nhi.
Thật ra Bảo Nhi hoàn toàn không có khái niệm gì đối với tầng 19, sở dĩ nàng đánh cược với Tào Hỏa vì Dương Diệp cùng một bọn với nàng, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn thua hay thắng, nàng cũng không quan tâm lắm, hiện tại tâm tư của Bảo Nhi đều đã đặt hết trên người Dương Diệp rồi. Lúc này Dương Diệp vẫn không biết bên ngoài Bảo Nhi và những người khác lấy hắn ra để cá cược. Cho dù biết thì hiện giờ hắn cũng không có tâm tình để quản chuyện này. Hiện tại, toàn thân Dương Diệp chứa đầy vết thương, y phục sớm nát thành vụn vải, nhưng nhìn lại đối thủ kiếm nô của hắn cũng không tốt hơn là bao, trên thân cũng chứa đầy vết đao chém, ít hơn một chút so với Dương Diệp. Dương Diệp không biết mình đã đánh nhau với kiếm nô trong bao lâu, hắn chỉ biết, chỉ cần hắn không chú ý một chút thì đối phương sẽ dùng một kiếm kết liễu hắn. Dương Diệp một khi làm gì sẽ hết sức chăm chú, hiện giờ cũng vậy, hắn quyết tâm liều chết quyết chiến cùng kiếm nô. Không thể không nói, những cuộc chiến sinh tử làm cho người ta trưởng thành một cách nhanh chóng. Đánh nhau cùng kiếm nô cho đến giờ phút hiện tại, kiếm pháp Dương Diệp không chỉ tiến bộ về bản năng mà đối với tốc độ đánh hắn cũng đã từ từ thích ứng. Tuy vẫn ở thế hạ phong nhưng cũng không đến nỗi chật vật như lúc đầu, thậm chí Dương Diệp đã đẩy lùi kiếm nô những mấy lần. Điều này khiến Dương Diệp lần nữa khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, chỉ có những trận chiến quyết sinh quyết tử mới làm cho con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Dương Diệp tin rằng bản thân lúc trước chưa từng đến tháp kiếm nô và bản thân bây giờ khác nhau hoàn toàn, nếu để bản thân mình lúc trước và bây giờ đánh một trận, khẳng định bản thân lúc trước hoàn toàn không có cửa thắng. Bất chi bất giác lại qua hai canh giờ, Dương Diệp từ thế hạ phong đã từ từ vươn lên ngang bằng với kiếm nô. Hai người ngươi tới ta đi, trong sảnh chỉ vang lên âm thanh kiếm chạm vào nhau. Lại qua ba canh giờ, Dương Diệp đã hoàn toàn chiếm thượng phong, kiếm nô bị Dương Diệp hoàn toàn áp chế. Giống hệt lúc ban đầu, chỉ có điều lần này Dương Diệp áp đảo. Chiến lâu như thế, Dương Diệp không những không mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh hơn. Bởi hắn phát hiện, đánh nhau cùng kiếm nô khiến thực lực của mình mạnh lên. Dương Diệp càng thêm thấu triệt chiêu thức, kiếm pháp của mình, chẳng những thế hắn còn thuộc luôn cả chiêu thức của kiếm nô. Biết người biết ta, Dương Diệp đã quen thuộc với kiếm pháp của bản thân và kiếm nô. Nên dễ dàng chiếm lại thế thượng phong, áp đảo kiếm nô. Thật ra kiếm nô trong tháp có điểm mạnh cũng có điểm yếu, chủ yếu dựa vào đối thủ của kiếm nô. Nếu như đối thủ là những thiếu niên có thực lực thấp thì khuyết điểm của kiếm nô sẽ không bị lộ, vì kiếm nô không so sánh ý thức chiến đấu, cũng không mang cảm xúc tiêu cực, đây chính là ưu điểm của chúng. Nhưng nếu gặp những đối thủ như Dương Diệp thì bọn chúng sẽ lộ ra nhất nhiều khuyết điểm. Tỉ như trong trận chiến, Dương Diệp có thể tăng lực chiến của mình lên, có thể càng đánh càng mạnh. Nhưng kiếm nô thì không thể, cảnh giới và ý thức chiến đấu của kiếm nô đều cố định, cho dù mạnh cỡ nào cũng chỉ đến mức là hết, kiếm nô không thể giải quyết Dương Diệp ngay từ đầu nên dẫn đến bi kịch của chính mình. Có thể nói đây chính là một trong những khuyết điểm của kiếm nô. Nếu như đổi một kiếm nô có ý thức nhân loại, cảnh giới đạt đến tiên thiên cường giả thì khẳng định Dương Diệp chắc chắn sẽ thua. Vì Dương Diệp mạnh lên, đối phương cũng sẽ mạnh lên, Dương Diệp quen thuộc chiêu thức và thói quen của đối phương, thì đối phương cũng có thể như vậy. Trong tình huống đó, cộng thêm tu vi của Dương Diệp không cao, chắc chắn khả năng thắng lợi sẽ tụt xuống con số 0. Cho nên có thể nói, kiếm nô mạnh hay không là do đối thủ của nó, nếu đối thủ mạnh thì sẽ thấy kiếm nô lộ ra điểm yếu, nếu đối thủ yếu thì sẽ thấy toàn thân kiếm nô đều là điểm mạnh. Lại qua một canh giờ. Trong một khoảnh khắc Dương Diệp nắm được sơ hở của kiếm nô, hắn dùng phương thức mạng đổi mạng đâm thẳng một nhát kiếm vào ngực kiếm nô. Nhưng Dương Diệp cũng phải trả giá đắt, lồng ngực hắn cũng bị kiếm nô xuyên thủng một lỗ to. Nhìn kiếm nô chậm rãi tan biến, Dương Diệp ngồi phịch xuống đất, thở dốc từng hơi một. Trận chiến này có thể nói là trận chiến cực khổ nhất trong đời hắn, đến cả trận đánh nhau với cự lang cũng không khổ bằng bây giờ. Đánh nhau với cự lang. Nhắc thấy tình hình không ổn hắn có thể tìm cách chuồn đi, nhưng ở đây không thể như vậy. Chỉ có thể đánh cho tới chết. Một lúc lâu sau, Dương Diệp mở mắt ra, nhìn ngực trái của mình, nơi đó đã ngừng chảy máu, chỉ còn lại một vết sẹo, không có gì đáng ngại nữa. Vòng xoáy đan điền trong cơ thể ta cuối cùng là cái gì nhỉ? Nhìn những vết thương kia, Dương Diệp thấp giọng nói. Không thể không nói, kim sắc huyền khí được tạo ra bởi vòng xoáy đan điền thật có ích. Cho dù là chữa trị vết thương hay là dùng để công kích thì cũng đều thuận lợi. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dương Diệp không suy nghĩ nữa, hắn nhìn phía trên cầu thang một chút sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất,
bắt đầu chữa trị những vết thương trên thân thể mình. Kiếm tông phái ra một người còn thiên tài hơn cả yêu nữ nữa. Không biết ai đã nói câu này, khiến toàn bộ ngoại môn kiếm tông đều sôi sục. Những đệ tử ngoại môn vốn chẳng có hứng thú lại vội vàng đến tháp kiếm nô nhìn thử một chút, thậm chí có một số đệ tử đang bế quan cũng bị trưởng lão của mình bắt đến xem. Trong chốc lát tháp kiếm nô bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Tiên Thiên 16 tuổi, chậc chậc, Giang Nguyên trong tháp kiếm nô kia không hổ danh là thiên tài Giang Tuyết Thành trăm năm khó gặp. Đúng vậy, ta 16 tuổi mới chỉ đạt đến huyền giả lục phẩm, mà người ta đã đạt đến tiên thiên, thật khiến người ta ganh tị chết mà. Trên đời vốn tồn tại một nhóm toàn những kẻ thiên phú hơn người, kiếm tông chúng ta ban đầu đã có một yêu nữ, bây giờ lại thêm một Giang Nguyên, chắc chắn tông phái của chúng ta đang muốn vùng dậy đây mà. Còn có một đệ tử tạp dịch tên là Dương Diệp, hắn có thể kiên trì lâu như thế, đủ thấy thực lực cùng thiên phú của hắn ra sao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hắn, Giang Nguyên còn có Thanh Tuyết đều có mặt trong Thanh Vân Bảng lần tới. Thật sự là cười người hôm trước hôm sau người cười. Lúc trước hắn bị biếm thành đệ tử tạp dịch, ta cùng các đệ tử khác đã cười nhạo hắn, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã vượt xa chúng ta. Đúng vậy, chắc hắn cũng biết lúc trước trưởng lão truyền kỹ dạy huyền kỹ cho ta, nhưng ta không nghiêm túc học hành, vị trưởng lão kia đã nói ngươi muốn trở thành một Dương Diệp thứ hai sao. Nếu bây giờ trưởng lão hỏi ta lại lần nữa, chắc chắn ta sẽ nói ta nguyện ý làm. Hừ, coi như hắn thiên phú không tồi vậy thì sao, đã có Giang Nguyên ở đó. Hắn chỉ có thể trở thành nhân vật làm nền mà thôi. Sư đệ, ta cảm thấy ngươi đang ganh tị với hắn thì phải, nhưng mà nói cũng đúng. Từ khi có yêu nữ kia, những cái tên khác trên Thanh Vân Bảng quả thật chỉ có thể làm nền, không có ấn tượng gì. Lần này có Giang Nguyên vừa thăng lên tiên thiên, Tuyết sư muội cùng với cái tên Giang Nguyên kia chắc chắn chỉ có thể làm nền thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người đến xem ngày càng nhiều nhiều. Nhao nhao cả lên, Tào Hỏa cười khổ lắc đầu, bọn nhãi con này suốt ngày chỉ biết nhìn thiên tài người ta, tu luyện thì chẳng ra sao cả. Nhưng lão cũng không có ý định ngăn cản, vì nếu là lão, nghe được tin tức này cũng chắc chắn sẽ chạy đến góp vui. Lão đầu, tiểu tạp dịch khi nào mới có thể đi ra? Lúc này, Bảo Nhi nhìn Tào Hỏa, không kiên nhẫn hỏi. Nàng đã đợi rất lâu rồi, nếu không phải lão đầu nói trụ được càng lâu trong tháp kiếm nô thích càng có lợi cho hắn. Không chừng Bảo Nhi đã sớm xông vào lôi hắn ra từ lâu rồi. Nhìn tiểu ma nữ trước mặt, Tào Hỏa lại thấy đau đầu, thật ra lão rất ngạc nhiên, tiểu ma nữ này với tên tiểu tử Dương Diệp kia sao lại có quan hệ tốt như thế, còn cái dáng vẻ bảo gì nghe nấy kia là sao? Lão đầu, ta hỏi ngươi, tiểu tạp dịch ở bên trong sẽ không có chuyện gì chứ? Bảo Nhi có chút lo lắng hỏi. Tào Hỏa vội vàng cười, nói, không, trong tháp chỉ là một huyễn trận, hắn sẽ không sao đâu. Về việc tại sao hắn vẫn chưa ra, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta đoán hẳn là cũng sắp ra đến nơi rồi. Tào Hỏa vừa mới dứt lời, phù văn xung quanh tháp kiếm nô lấp lóe một trận, sau đó có một bóng người bước ra. Ra rồi kìa, tiểu tử tạp dịch ra rồi. Nghe được đệ tử bên cạnh nhao lên, Tào Hỏa cười nói, nhìn xem, chẳng phải hắn đã ra rồi sao? Bất chợt Tào Hỏa im lặng, bởi vì xung quanh quá yên tĩnh. Tiểu ma nữ lại dùng ánh mắt bất thiện nhìn lão. Tào Hỏa vô thức nhìn sang bên cạnh, lão phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, mấy vị trưởng lão cũng im bặt, ánh mắt họ tựa như thấy quỷ. Tào Hỏa nhướng mày, nhìn về phía bóng người vừa bước ra, khi thấy người kia, thì Tào Hỏa ngây người. Bên ngoài tháp kiếm nô phủ một bầu không khí quỷ dị, tất cả những âm thanh xung quanh đều biến mất, có người còn ngây ra như phỗng. Giang Nguyên dùng sức lắc đầu. Khi cảm giác choáng váng biến mất, y mới chậm rãi mở mắt. Thấy cảnh tượng trước mắt y cũng ngây người, tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn y, có những ánh mắt không thiện cảm lắm nhìn y, cũng có những ánh mắt khó hiểu nhìn y. Rất nhanh, trên mặt Giang Nguyên lộ ra một nụ cười rạng rỡ, thầm nghĩ, khẳng định là thành tích của mình quá xuất sắc khiến mọi người không thể không kinh ngạc. Cũng đúng, mình đã thăng lên tiên thiên, lại vượt qua hơn 15 tầng, mọi người có thể bình tĩnh được nữa sao? Nghĩ vậy, Giang Nguyên đứng lên, sau đó đến trước mặt Tào Hỏa, ôm quyền nói, trưởng lão, ta đã vượt qua 15 tầng. Lúc nói những lời này, âm thanh của Giang Nguyên rất bình tĩnh, thế nhưng trên mặt lại lộ ra nét kiêu ngạo lạ thường. Nghe Giang Nguyên nói, Tào Hỏa rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, lão không trả lời Giang Nguyên, chỉ nhìn về phía tháp kiếm nô,
giống như mất hồn lặp đi lặp lại, làm sao có thể, làm sao có thể. Ha ha! Lúc này, giữa sân bất ngờ truyền đến một tiếng cười to. Người cười không ai khác chính là thiên trưởng lão. Khi thấy người bước chính là Giang Nguyên, tim lão đột nhiên đập nhanh một nhịp, vừa nghe Giang Nguyên nói xong thì lão càng thêm xác định. Giờ phút này lão không thể kiềm chế được sự kích động của mình mà cười ra tiếng. Kết quả này quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người, đặc biệt là mấy vị trưởng lão kia. Huyền giả bát phẩm có thể trụ đến tầng 19, làm sao có thể như thế? Có người vui vẻ, có người chấn kinh, có người nghi hoặc, có người buồn bã. Lúc này Giang Nguyên cảm thấy thật khó hiểu, y hoàn toàn không biết tại sao lại không giống trong tưởng tượng của mình, không ai gieo hò, không người sùng bái, không kẻ nịnh nọt. Các trưởng lão không nhìn y, ánh mắt các đệ tử xung quanh nhìn y cũng chứa đầy nét kỳ lạ. Đừng ngây ra nữa, mau nhìn xem chữ trên tháp kia. Đúng lúc, Thanh Tuyết đã tấn thăng lên tiên thiên cảnh đến bên Giang Nguyên châm chọc nói. Thật ra, lúc nhìn thấy Giang Nguyên bước ra nàng rất ngạc nhiên, nàng ban đầu cũng giống mọi người đều cho rằng Giang Nguyên đã lên được đến tầng 19, nhưng mà mọi người đều đoán sai. Nhưng mà rất nhanh Thanh Tuyết đã có thể chấp nhận sự thật này, bởi vì so với Giang Nguyên nàng càng muốn đứng về phía Dương Diệp hơn, đơn giản là vì hai chữ nhân phẩm. Giang Nguyên không thèm để ý sự châm chọc trong lời nói của Thanh Tuyết, y ngẩng đầu nhìn về phía tháp, khi thấy hai chữ 19 to đùng trên tháp, Giang Nguyên bỗng trợn mắt thật to, biểu cảm trên mặt thay đổi một cách rất đặc sắc. Người buồn bã lúc này chính là Liễu Thanh Vũ. Lúc nhìn thấy Giang Nguyên, y không giật mình như bao người mà chỉ cảm thấy bị lay động. Tâm y hầu như đều đặt trên người Dương Diệp, gã đang tính toán xem Dương Diệp có thể trụ được bao lâu nữa. Không thể không nói, mấy ngày nay đối với Liễu Thanh Vũ như một loại giày vò. Dương Diệp ở bên trong lâu bao nhiêu, thì y càng bị giày vò bấy nhiêu. Bởi vì có thể trụ trong tháp càng lâu, chứng tỏ thực lực của Dương Diệp ngày càng được nâng cao. Được rồi, bây giờ không phải là sự giày vò nữa mà là một tai vạ. Đệ tử ngoại môn xung quanh đều nhìn về phía Liễu Thanh Vũ, khi thấy Liễu Thanh Vũ nắm chặt song quyền, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, tất cả mọi người là âm thầm lắc đầu, đây quả thực là tự tìm đường chết. Tuy nhiên việc này cũng khiến cho mọi người hiểu rõ hơn về một đạo lý, chính là không nên khinh địch. Không được cho đối thủ của mình bất kỳ cơ hội nào, Liễu Thanh Vũ trước mắt chính là ví dụ tốt nhất. Lúc này Liễu Thanh Vũ rất hối hận, phi thường hối hận. Nếu sớm biết Dương Diệp có thể đạt được thành tựu như hôm nay thì lúc trước y tuyệt đối sẽ liều mạng tiêu diệt Dương Diệp. Đáng tiếc bây giờ đã quá muộn màng, không nói đến việc y có thể đánh lại Dương Diệp hay không, chỉ nói đến việc nếu y dám động tay động chân với Dương Diệp thì các trưởng lão của Kiếm Tông sẽ không dễ dàng bỏ qua cho y. Liễu Thanh Vũ không tiếp tục xem nữa, y nhìn tháp kiếm nô một hồi lâu rồi xoay người rời đi. Hiện tại y không có hứng thú với việc Dương Diệp sẽ lên được đến tầng bao nhiêu, Liễu Thanh Vũ chỉ muốn biết biện pháp thắng Dương Diệp mà thôi. Bởi y hiểu rõ ân oán giữa Liễu gia và Dương Diệp, nếu Dương Diệp mạnh lên nhất định sẽ không bỏ qua cho y và Liễu gia. Hiện tại Liễu Thanh Vũ muốn diệt trừ mầm tai họa này khi nó còn đang trong trứng nước. Bên trong tầng 19. Sau khi tính tọa ơn nửa canh giờ, Dương Diệp rốt cuộc cũng mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, nói, không nghĩ tới một trận chiến này có thể giúp ta thăng cấp lên huyền giả cửu phẩm, quả nhiên quyết chiến sinh tử có cái lợi của nó. Đúng như vậy, trải qua trận chiến vừa rồi, Dương Diệp đã trở thành huyền giả cửu phẩm, thực lực tăng lên làm cho hắn càng yên tâm hơn đương đầu với tầng kiếm nô kế tiếp. Đứng dậy thư giãn gân cốt, nghe âm thanh xương cốt kêu răng rắc, Dương Diệp hài lòng gật đầu. Nếu bây giờ để hắn đánh một trận với tiên thiên kiếm nô lúc trước, chắc chắn Dương Diệp sẽ không phải tốn thời gian lâu như vậy. Bởi vì không chỉ có cảnh giới tăng lên, mà ngay cả sức mạnh thân thể hắn cũng tăng lên một cách rõ ràng. Dương Diệp không do dự, bước lên cầu thang tầng 20. Hiện tại, trong lòng hắn tràn đầy chiến ý. Dương Diệp lên tầng thứ 20, khi thấy đối thủ của hắn, Dương Diệp sửng sốt, sau đó hai mắt nhắm lại. Sắc mặt còn nghiêm trọng hơn so với lần gặp tiên thiên kiếm nô. Đối thủ trước mặt Dương Diệp không phải là kiếm nô, mà chính là một con tê giác toàn thân đen kịt, thân hình của nó rất cao lớn, cao những ba thước, to gấp 3-4 lần so với Dương Diệp, hai mắt trừng lớn. Bắt mắt nhất là hai cái sừng trên đầu nó, sừng dài khoảng nửa mét, đặc biệt là phần đỉnh nhọn của sừng giống như hai thanh loan đao sắc bén lộ ra hàn quang lạnh lẽo tạo cảm giác áp bách cho người đối diện. Khiến Dương Diệp kiêng kỵ chính là, con tê giác này trừ hai cái sừng bén nhọn,
còn mang một thân vải giáp màu đen như khôi giáp trải dày khắp người, Dương Diệp không cần sờ cũng có thể cảm giác được độ cứng của giáp. Vương cấp huyền thú mặc ra tê giác, thật sự là mình quá đề cao bản thân rồi. Nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt này, Dương Diệp hít sâu một hơi, sắc mặt đắng chát. Tiên thiên cường giả không có thủy phân sẽ rất mạnh, Dương Diệp đã từng tự mình trải nghiệm qua. Nhưng vương cấp huyền thú không có thủy phân thì phải dùng từ khủng bố để hình dung sức mạnh của nó. Phải biết, ở Nam Vực, huyền thú cùng cấp sẽ tiêu diệt phàm nhân cùng cấp, đặc biệt là những nhân loại không thể đạt đến linh giả cảnh. Bởi vì sức mạnh phòng ngự và năng lực của phàm nhân căn bản không thể so sánh cùng huyền thú, đặc biệt là một số huyền thú còn có năng lực thiên phú, cho nên nếu nhân loại giao chiến cùng huyền thú sẽ rất khó giành thắng lợi. Đương nhiên, trừ một số kẻ có thiên phú trời cho. Mà nhân loại chỉ có thể đạt được ưu điểm sau khi thăng đến linh giả cảnh, nhân loại đạt đến cảnh giới này có thể hóa linh khí thành cánh, ngự phong phi hành, chiến đấu trên không. Hơn nữa cường giả linh giả cảnh còn có một số năng lực đặc biệt, có những năng lực đặc biệt lại thêm có thể chiến đấu trên không mới có thể ép huyền thú vào thế yếu. Hiện tại, Dương Diệp không chỉ phải chiến đấu với huyền thú, mà phải chiến đấu với một vương cấp huyền thú lớn hơn hắn 2 cấp, chưa nghĩ cũng có thể biết có bao nhiêu khó. Dương Diệp tự giễu, lúc trước mình mới chỉ là huyền giả thất phẩm, lại dám đánh nhau với cửu giai huyền thú, bây giờ chẳng qua chỉ là vương giai huyền thú, việc gì phải e ngại. Hơn nữa chẳng phải bản thân đang mong chờ một cuộc chiến khốc liệt sao, huyền thú trước mắt chẳng phải là một đối thủ tầm cỡ ư. Sau khi nghĩ thông, Dương Diệp con tê giác đứng đối diện, thần sắc không còn hoảng loạn như lúc trước ngược lại bình tĩnh vô cùng, nhưng hắn cũng không dám khinh thường, Dương Diệp hít sâu. Trường kiếm kéo lê trên mặt đất, huyền khí trong cơ thể điên cuồng rót vào trường kiếm trong tay. Huyền khí không ngừng tràn vào khiến cho trường kiếm biến thành màu kim sắc, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Trong giây lát, ánh mắt Dương Diệp ngưng tụ trên người tê giác, trường kiếm trên tay hướng tê giác bổ mạnh xuống. Phân linh kiếm pháp. Một tiếng thét to vang lên, đạo kiếm khí màu vàng óng bắn ra, kiếm khí giống như một sợi dây điện dài chỉ trong tích tắc đã bắn đến trước mặt tê giác. Sau khi Dương Diệp bắn ra một đạo kiếm khí, mặc ra tê giác cũng chuyển động, nó không trốn đạo kiếm khí kia, mà trực tiếp xông đến đón luồng kiếm khí kia. Ầm một tiếng, kiếm khí màu vàng óng trực tiếp bổ vào đầu tê giác, nhưng nó không những không bị thương mà còn phá luôn đạo kiếm khí của Dương Diệp, đồng thời tê giác hóa thành một đạo hắc ảnh, không giảm tốc độ lao về phía Dương Diệp. Thấy kiếm khí không ảnh hưởng gì đến mặc ra tê giác, Dương Diệp nheo mắt. Phòng ngự so với mình mạnh hơn rất nhiều. Không kịp nghĩ cách khác, Dương Diệp rót huyền khí vào trường kiếm, sau đó chân phải điểm nhẹ trên mặt đất khiến thân thể bay lên, hắn nắm lấy trường kiếm trong tay hung hăng bổ xuống đầu tê giác. Keng! Trường kiếm bổ vào đầu tê giác, tia lửa văng khắp nơi, lực đạo tê giác truyền đến khiến Dương Diệp nhất thời biến sắc, sau một khắc lực đạo quá mạnh khiến Dương Diệp bị đánh văng về sau mấy trượng, cả người đập vào vách tường. Không để ý cơ thể bị đánh ngã, Dương Diệp vội vàng đứng lên, hắn vừa đứng lên thì thấy một đạo hắc ảnh tiếp tục lao về phía mình. Trong mắt Dương Diệp co lại, tuy hắn cũng rất cường tráng nhưng nào dám để cho vương cấp huyền thú húc một cái chứ. Dương Diệp vội thi triển tật phong bộ lướt qua phía bên cạnh, tránh được một đòn của tê giác. Nhưng chỉ trong chốc lát, chỉ thấy mặc ra tê giác chuyển động vô cùng quỷ dị lao nhanh đến Dương Diệp. Tốc độ kinh khủng thật, là một huyền thú linh hoạt. Nhìn thấy mặc ra tê giác xông đến lần nữa, Dương Diệp có chút bất ngờ, tốc độ và sự linh hoạt của huyền thú nằm ngoài dự đoán của hắn. Không dám khinh thường, Dương Diệp lại vội vàng thi triển tật phong bộ, nhưng lần này hắn không tránh đòn, mà là trực tiếp xông về phía mặc ra tê giác. Hắn dùng phương pháp đánh nhau với cự mãng vương ở Thanh Phong Cốc lúc trước, không tham chiến, chỉ đánh du kích để tấn công tê giác. Nửa canh giờ trôi qua. Dương Diệp không những không đạt được kết quả mong muốn mà còn mấy lần suýt chút bị tê giác dùng sừng húc thủng người. Bởi vì huyền thú này so với cự mãng lúc trước quả thật mạnh hơn rất nhiều, tuy thân hình to lớn nhưng không gây trở ngại công kênh. Hơn nữa sức phòng ngự của nó nhanh chóng khiến cho Dương Diệp cảm thấy chán nản. Hắn bổ không biết bao nhiêu kiếm lên người mặc ra tê giác, nhưng không thể làm nó bị thương nổi, ngược lại còn bị lực dội lên khiến cánh tay tê dại. Kiếm kỹ vô hiệu, cận chiến không được. Dù kích lại không có hiệu quả, về phương pháp liều mạng quyết chiến kia, chỉ cần não Dương Diệp vẫn bình thường thì hắn tuyệt đối sẽ không dùng đến. Lực chiến mạnh mẽ, phòng ngự tuyệt hảo. Lần này Dương Diệp thật sự gặp khó khăn. Dương Diệp tất nhiên không biết,
Trong lúc hắn khó khăn thì ngoài tháp còn có người khó khăn hơn hắn, người này không ai khác chính là Tào Hỏa, Tào trưởng lão. Nhìn Bảo Nhi vươn bàn tay nhỏ ra, cười với lão, Tào Hỏa liền cảm thấy thật khó khăn. Lão thật sự không muốn đưa bộ kiếm kia cho nàng, 36 thanh hoàng giai thượng phẩm linh kiếm, lão phải tốn bao nhiêu công sức cống hiến cho tông phái mới có thể đổi được. Đặc biệt là minh văn trên bộ kiếm, lão đã phải trả một cái giá rất đắt để mời phù sư khắc lên. Có thể nói, bộ kiếm này không chỉ là bảo vật cả đời, mà còn là sự dành dụm tích góp cả đời của lão. Cứ như vậy cho Bảo Nhi, thật không cam lòng mà. Nhưng Tào Hỏa cũng biết, nếu như lão dám nuốt lời, trừ phi rời khỏi kiếm tông, nếu không thì kết cục của lão rất định sẽ thật thê thảm. Lúc này Tào Hỏa đã hối hận phát điên, sớm biết Giang Nguyên kia chỉ là một tên vô tích sự, đánh chết lão cũng không thèm cá cược. Đây chẳng phải là điển hình của việc tự lấy đá đập chân mình sao? Thiên trưởng lão cũng hối hận, lão hối hận vì đã không dám đánh cược cùng Tào Hỏa, nếu cược, không phải sẽ có thêm một bảo bối sao? Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, nếu không thì hai người họ nhất định sẽ mua một viên. Lão đầu, nhanh một chút, đưa bộ kiếm cho ta. Bảo Nhi vẫy vẫy tay nhỏ, không kiên nhẫn nói. Sắc mặt Tào Hỏa đại biến, ngay khi lão cân nhắc nên hay không nên đưa, thì nghe thấy Bảo Nhi nói, lão đầu, người không phải muốn nuốt lời chứ. Nói đến đây, Bảo Nhi càng phát hiện có thể có khả năng này, nàng trừng Tào Hỏa nói, ta từ lâu đã biết ngoại môn lão đầu các ngươi chả có ai tốt cả, ta sẽ nói cho ra ra hay, để sau này người không thèm khắc minh văn cho các ngươi nữa. Lần này không được, nụ cười trên mặt những vị trưởng lão ngoại môn đang xem kịch đều tắt ngấm, bọn họ nhìn về phía Tào Hỏa bằng những ánh mắt bất thiện. Phùng Vũ, một trong số các trưởng lão lên tiếng nói, lão Hỏa, có chơi có chịu, người đã thua thì nhanh đưa bộ kiếm cho Bảo Nhi. Đừng làm mất mặt ngoại môn trưởng lão chúng ta. Đúng đấy, không phải cũng chỉ là một bộ kiếm thôi sao, lão Hỏa nhanh giao ra, đừng làm liên lụy đến thanh danh của chúng ta. Lão Hỏa, ta nói cho ngươi hay, nếu ngươi dám lật mặt thì đừng trách chúng ta vô tình. Đúng đó, nhanh giao kiếm đi, đừng để Bảo Nhi tức giận. Nhất thời, vì để Tào Hỏa giao bộ kiếm ra, các trưởng lão ngoại môn vội vàng nhảy vào phụ họa. Sắc mặt Tào Hỏa trở nên khó coi. Cái gì mà chỉ một bộ kiếm? Cái gì mà mất mặt trưởng lão ngoại môn? Tào Hỏa thật muốn tống hết cả đám vào thập vạn đại sơn, chẳng phải vì sợ gia gia của Bảo Nhi sao, giả bộ như vậy làm gì? Đối với sắc mặt của Tào Hỏa, mọi người đều thống nhất không thèm để ý đến. Đùa sao, trước kia đã để lại ấn tượng không tốt cho tiểu ma nữ này, tiểu ma nữ lại là loại chuyên thọc gậy bánh xe, giảng đạo lý với nàng coi như vô ích, bọn họ chỉ đành hy sinh Tào Hỏa mà thôi. Cuối cùng, dưới ánh nhìn bất thiện của các trưởng lão ngoại môn và Bảo Nhi, Tào Hỏa run rẩy lấy bộ kiếm giao cho Bảo Nhi. Hộp kiếm dài chừng 4 thước, bề ngang khoảng 2 trường, toàn thân đen kịt, phía trên khắc một loại phù văn kỳ dị. Bảo Nhi không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt đau lòng của Tào Hỏa, nàng xòe tay nhận lấy, dò xét một chút, cũng chả có gì đặc biệt, nếu là huyền giai linh kiếm hợp thành sát kiếm trận, kết hợp với phù văn của gia gia ta thì cũng coi như không tệ. Không đợi Tào Hỏa trả lời, nàng lại tiếp tục đả kích, ngươi nhìn hộp kiếm của ngươi xem, ta biết lão đầu ngươi nghèo dùng kiếm rác rưởi thì không nói, nhưng còn minh văn phù thì sao, nhìn xem, phù văn lỏng lẻo ảm đạm, xem ra là phù văn sư không chuyên nghiệp khắc lên, kỹ thuật còn không bằng một góc của ta, tóm lại hộp kiếm của ngươi đúng là rác rưởi. Vậy mà lão đầu ngươi cũng có thể buồn cho được, Bảo Nhi khinh bỉ ngươi. Tào Hỏa tức đến nỗi ngực phập phồng, đả kích như vậy là muốn lão tức chết đây mà. Lão xoay người bỏ đi. Tất cả trưởng đều nhìn về hướng Tào trưởng lão, sau đó lại nhìn Bảo Nhi, bọn họ lắc đầu, rất muốn nói, đại tài chủ, người thật sự cho rằng ai cũng giàu có như phù văn sư các ngươi sao. Nhưng bọn họ chưa hề mở miệng nói ra, nếu không chắc lại bị khinh bỉ một phen. Bảo Nhi không thèm để ý Tào Hỏa bị nàng chọc tức đến mức bỏ đi, nàng nhìn chằm chằm hộp kiếm trong tay, mắt long lanh nói, tuy bộ kiếm này rất rác rưởi. Nhưng để cho tiểu tạp dịch dùng chắc sẽ không tệ đâu, đợi hắn ra ta sẽ dùng bộ kiếm này đổi lấy tiểu tử kia, hì hì. Ầm một tiếng. Chỉ một phút không chú ý, Dương Diệp đã bị Mặc Gia tê giác húc trúng, kết quả không nói cũng biết, Dương Diệp bị húc bay ra ngoài tông thẳng vào vách tường. Quệt máu chảy ra từ miệng, Dương Diệp nhanh chóng đứng lên, sau đó dùng chân phải điểm nhẹ trên mặt đất mượn lực bay lên tránh được tê giác đang từ xa lao đến. Trong nháy mắt Dương Diệp bay lên, thuận đà nhảy lên lưng tê giác.
Dương Diệp không bỏ lỡ cơ hội này, hai tay cầm kiếm, trong nháy mắt hắn đâm thẳng thanh kiếm đã được rót đầy huyền khí vào lưng Tê Giác. Keng một tiếng, giữa sân vang lên một âm thanh vang dội, hai tay Dương Diệp tê dần, không cần nhìn cũng biết lần này Dương Diệp vẫn chưa thể phá vỡ được lớp phòng ngự của Tê Giác. Ngay lúc Dương Diệp chuẩn bị xông tới, con Tê Giác kia bỗng nhảy lên không trung rồi đập mạnh người xuống chỗ Dương Diệp đang đứng. Bộ dạng mặc ra Tê Giác giống như chuẩn bị đè chết Dương Diệp vậy. Dương Diệp kinh hãi, không kịp suy nghĩ vội dùng tay trái đập một chưởng lên lưng Tê Giác, mưa ơn lực dội từ chưởng này bắn người ra xa. Ầm, Tê Giác như một tòa núi đổ sộ rơi trên mặt đất, tạo nên một âm thanh vang dội, đất trời rung chuyển như đang trải qua một cơn động đất. Cảm nhận được mặt đất rung chuyển, mí mắt Dương Diệp khẽ giật, nếu trễ một bước thì có lẽ hắn đã biến thành một đống thịt nát. Lúc này Dương Diệp thật sự cảm thấy bất lực, con quái vật khổng lồ trước mắt không hề có khuyết điểm, sức mạnh khủng khiếp, phòng ngự tuyệt hảo, tốc độ kinh hoàng, phải làm gì mới được đây? Lúc này Dương Diệp thật sự muốn hỏi người trước kia làm sao có thể vượt qua cửa ai này. Nếu như có thể mượn sức mạnh từ ngoại vật, tỉ như một lá thượng phẩm cường lực phù, Dương Diệp tin rằng mình có thể phá được giáp phòng ngự của con Tê Giác này. Nhưng vấn đề là nơi này không thể mượn sức mạnh ngoại vật, cho nên Dương Diệp có chút bất lực. Ngay sau khi con Tê Giác đứng lên, Dương Diệp đột nhiên cau mày, sau đó không biết tại sao ánh mắt hắn lại bất ngờ sáng lên, Dương Diệp nhìn mặc ra Tê Giác. Nói tiểu tử, sao ngươi không nói sớm một chút? Nói rồi, Dương Diệp vội vàng như một cơn lốc xông về phía Tê Giác. Đúng vậy, vừa rồi tiểu tử ngủ vùi trong vòng xoáy trong đan điền của Dương Diệp đã tỉnh dậy nói cho hắn biết nhược điểm của mặc gia Tê Giác. Điều này khiến Dương Diệp vừa vui vừa buồn, vui vì cuối cùng bản thân cũng có hy vọng chiến thắng, buồn vì tên tiểu tử kia đến giờ mới nói cho hắn biết, nếu không Dương Diệp sao lại chật vật khổ sở đến giờ phút này. Nhưng mà bây giờ Dương Diệp cũng không có thời gian tính sổ với tiểu tử kia, bây giờ điều hắn quan tâm nhất chính là chiến thắng vương giai huyền thú kia. Dương Diệp tăng tốc độ bản thân lên đến cực hạn, khi mặc ra Tê Giác vừa đứng dậy thì Dương Diệp đã đứng trước mặt nó rồi, Tê Giác cũng phản ứng rất nhanh, đôi mắt nó trợn to lên, dùng thân mình khổng lồ muốn nghiền nát Dương Diệp. Lúc một người một Tê Giác sắp đụng vào nhau, bỗng Dương Diệp quỳ xuống, sau đó hắn chui xuống phần bụng của mặc ra Tê Giác. Cơ hội nghìn năm có một, Dương Diệp lập tức hướng kiếm lên đâm vào bụng nó. Xoẹt! Mũi kiếm đâm vào da thịt của Tê Giác, nhưng Dương Diệp chưa kịp mừng thì phát hiện mũi kiếm chỉ đâm vào được một chút, mặc ra Tê Giác dậm chân xuống đất, mượn lực để bản thân nảy lên tránh được một kiếm của Dương Diệp khiến cho hắn giật mình. Dương Diệp không dám do dự, vận huyền khí toàn thân rót vào kiếm như nước vỡ đê, sau đó hắn nắm kiếm, dùng sức xoay tròn. Xoẹt! Lần này không bị cản lại. Trường kiếm nhanh chóng chui vào bụng Tê Giác, ngay lúc này Tê Giác dậm chân xuống đất mượn lực để cơ thể nảy lên, chỉ có điều đã muộn. Mặc ra Tê Giác chậm rãi tan biến, nhìn thân ảnh Tê Giác đang biến mất từ từ, Dương Diệp nằm ra đất lau mồ hôi lạnh, thầm nói một tiếng thật may mắn. Đúng vậy, chiến thắng lần này chính là nhờ vào may mắn. Nếu như tiểu tử kia không nói cho hắn biết nhược điểm của Tê Giác thì trừ việc nhận thua Dương Diệp quả thật không còn cách nào khác. Hơn nữa nhược điểm này cũng không hẳn là nhược điểm, Dương Diệp dùng kim sắc huyền khí và toàn bộ sức lực mới có thể đâm xuyên thịt nó, nếu tốc độ của Dương Diệp chậm đi một chút thôi, không chừng đã bị con Tê Giác to như tòa núi Thái Sơn kia nghiền nát. Trải qua trận chiến này, Dương Diệp đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Thứ nhất chính là, lực cơ thể và phòng ngự thật sự rất quan trọng, nếu vừa rồi không phải do thực lực hắn mạnh mẽ. Chỉ sợ mặc ra Tê Giác húc một phát thì thân thể hắn đã vụn vỡ ra từng mảnh chứ đừng nói đến chiến thắng. Vì thế Dương Diệp quyết định, về sau nhất định phải rèn luyện thân thể, có kim sắc huyền khí, Dương Diệp khẳng định có thể tu luyện khiến sức mạnh và phòng ngự của mình tăng lên, lúc đó hắn tin rằng mình có thể làm được không ít việc lớn. Thứ hai chính là tốc độ không phải chìa khóa vạn năng, ít nhất đối với huyền thú nó không có ích mấy. Giống như lúc trước, có thể nói tốc độ của Dương Diệp cực kỳ nhanh. Trong một khoảnh khắc có thể đâm chục nhát lên lưng Tê Giác, nhưng với sức phòng ngự như mặc ra Tê Giác, tốc độ đến mấy cũng vô dụng. Vì thế, Dương Diệp còn phải tăng sức mạnh bản thân lên, chỉ có sức mạnh kết hợp với tốc độ mới có thể uy hiếp huyền thú. Nếu không như vậy, nếu sau này tiếp tục chạm trán vương cấp huyền thú hắn chỉ còn cách chờ bị đánh. Thứ ba chính là Dương Diệp vận dụng huyền kỹ không mấy thành thục. Phân linh kiếm pháp của hắn đối với kiếm nô ở tầng 19 cùng mặc ra Tê Giác vừa nãy không có chút ảnh hưởng nào, đương nhiên không thể đổ lỗi rằng huyền kỹ yếu,
Phần linh kiếm pháp mạnh đến nhường nào, Dương Diệp đã thấy Tô Thanh Thi thi triển. Hiện tại Dương Diệp đang sở hữu 5 huyền kỹ, đó chính là kiếm pháp căn bản, phân linh kiếm pháp, ngự kiếm thuật, kiếm khí chỉ và tật phong bộ. Trong đó một chiêu thuộc địa phẩm, một chiêu thuộc huyền giai trung phẩm, còn có một chiêu thuộc hoàng giai thượng phẩm. Có thể nói, kiếm kỹ và phẩm cấp huyền kỹ của Dương Diệp không thấp. Nhưng trừ những huyền kỹ cơ bản Dương Diệp hầu như đã đạt đến kỹ thuật thượng thừa ra, những cái khác bao gồm cả phân linh kiếm pháp chỉ tính là nhập môn. Một mạch xông đến đây, nếu không phải Dương Diệp luyện những bộ kiếm pháp cơ bản kia đến cảnh giới thượng thừa, nếu hắn chỉ dựa vào những huyền kỹ cao cấp thì chắc chắn sẽ sớm bị đào thải. Nghĩ đến đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, cười khổ, nói, xem ra thực lực của mình vẫn còn chưa đủ. Nghe đồn những kẻ trong Thanh Vân bảng đều là thiên tài của thiên tài, chỉ dựa vào thực lực bây giờ của mình, căn bản còn chưa đủ tư cách nhìn người ta. Đối với Thanh Vân bảng của Nam Vực, Dương Diệp chưa bao giờ xem nhẹ. Toàn bộ Nam Vực có bao nhiêu người Dương Diệp không rõ lắm, nhưng hắn rất rõ ràng một điều ở đó có không ít những yêu nghiệt có năng lực thiên phú. Dương Diệp muốn ở trong đám bọn họ trổ hết tài năng, tiến lên 5 vị trí đầu bảng, điều này không cần nói cũng biết có bao nhiêu khó. Khoác lác cũng đã khoác lác, hơn nữa còn khoác lác với một vị mỹ nữ, nếu không thể làm được, không chỉ mất đi đạo lữ, mà còn bị mất mặt. Cho nên, hắn không thể không hà khắc với bản thân. Có áp lực mới có động lực được. Dương Diệp cười cười, không tiếp tục suy nghĩ nữa, hiện tại hắn nên đối mặt với khó khăn trước mắt thì hơn, tầng thứ 20 là vương giai huyền thú, tầng thứ 21 sẽ khủng bố đến chừng nào. Hắn có thể phải dừng bước tại tầng 21 như vị thiên tài lần trước hay không? Dương Diệp không suy nghĩ nữa, hiện tại hắn cần khôi phục huyền khí trong cơ thể để đối mặt với tầng tiếp theo, hắn không nắm chắc phần thắng, nhưng cũng sẽ không buông chịu thua, bất kể thế nào, Dương Diệp đều phải liều mạng, dù cho đối phương có là linh giai huyền thú, thì hắn cũng phải liều mạng. Từ lúc bắt đầu khảo hạch ngoại môn đến bây giờ đã qua 4 ngày. Người bên ngoài tháp kiếm nô không ít đi mà ngày càng đông đúc. Đặc biệt sau khi tin tức một đệ tử tạp dịch với tu vi huyền giả bát phẩm trụ được đến tầng thứ 20 truyền ra đã khiến không ít đệ tử ngoại môn đến xem, còn khiến một số đệ tử tạp dịch đến góp vui. Dương Diệp bây giờ vẫn là một đệ tử tạp dịch, một tên đệ tử tạp dịch gây chấn động kiếm tông, cùng là đệ tử tạp dịch, những đệ tử tạp dịch khác ngoài tháp kiếm nô hưng phấn vô cùng. Đối với việc mấy đệ tử tạp dịch đến xem, những trưởng lão kiếm tông cũng không đuổi họ đi. Vì trong tháp kiếm nô kia cũng là một đệ tử tạp dịch. Đáng nói nhất là, sau khi biết người trong tháp kiếm nô là Dương Diệp, một số người đã biến hắn trở thành tấm gương sáng nhất kiếm tông. Bía Dương Diệp thành đệ tử gương mẫu nhất kiếm tông cũng có lý do, tỉ như Dương Diệp từ nhỏ đã nghèo, chịu khổ nhọc rất nhiều, bị biếm thành tạp dịch đệ tử vân vân. Tóm lại, những chuyện không tốt trước kia của Dương Diệp hiện tại đều trở thành điểm tốt của hắn. Thiên trưởng lão cũng được chúng đệ tử khen có mắt nhìn người, lão vui vẻ cười tới nỗi mặt nhăn như một đóa hoa cúc vậy. Hiện tại tất cả mọi người ngoài tháp kiếm nô đang nhìn xem Dương Diệp có thể phá vỡ kỷ lục của vị thiên tài lần trước, lập một kỷ lục mới hay không. Trong sự mong chờ của mọi người, Dương Diệp mở mắt ra, bước lên tầng thứ 21. Dương Diệp vừa mới bước lên tầng thứ 21 liền thấy một lão nhân đang mỉm cười nhìn hắn, trên mặt lão nhân không có nếp nhăn. Nhìn khuôn mặt thì cũng có thể nói là một người trung niên, chỉ là chòm râu trắng xóa trước ngực và tóc bạc trên đầu đã nói lên tuổi tác của lão. Lão nhân nhìn Dương Diệp cười rất hài hòa, như một làn gió xuân vậy. Đây là đối thủ của mình sao? Nhìn lão nhân trước mắt, Dương Diệp có chút nghi hoặc, vốn quan niệm tiên nhập phi chủ, Dương Diệp cho rằng tầng này cũng sẽ là một kiếm nô, thế nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện một lão nhân, hơn nữa biểu cảm của lão nhân này cũng nhân tính hóa quá rồi. Không tệ, lấy thực lực huyền giả cửu phẩm xông lên đến đây, ngươi và nha đầu kia đều không tồi. Ngay khi Dương Diệp đang nghi hoặc thì lão nhân kia lên tiếng. Ngươi, Dương Diệp hai mắt mở to hết cỡ, khó tin hỏi, ngươi có thể nói sao? Lão nhân mỉm cười gật đầu, nói ta biết ngươi rất ngạc nhiên, có điều ta không có thời gian giải thích chuyện khác cho ngươi. Ta tới đây là nói cho ngươi biết, ngươi không cần phải cố xông qua nữa. Nghe vậy Dương Diệp bất chấp nghi hoặc và khiếp sợ trong lòng, hỏi tại sao? Bởi vì tầng 20 đã là cực hạn dưới tiên thiên cảnh. Lão nhân giải thích nói, ngươi có thể lấy thực lực huyền giả cửu phẩm đi tới đây đã đủ chứng minh thiên phú và tiềm lực của ngươi, sau khi rời khỏi đây kiếm tông sẽ chú trọng bồi dưỡng ngươi.
Về phần độ khó của tầng này ngươi không thể chống lại được đâu. Dương Diệp yên lặng một lúc lâu, sau đó nói, tiền bối, vãn bối biết lời nói của ngài là thật, thế nhưng vãn bối vẫn muốn hỏi một chút, vãn bối có thể thử xem được không? Đối với Dương Diệp mà nói, đây là một cơ hội không ngừng nâng cao thực lực của mình, hắn không muốn buông tha. Nhìn nét mặt kiên định của Dương Diệp, lão nhân mỉm cười nói, ngươi và nha đầu trước kia đều như nhau, đều mong muốn được chiến đấu. Chỉ là ta muốn nói cho ngươi biết, độ khó của tầng này ngươi không thể tưởng tượng được đâu, ngươi nên biết, nha đầu trước kia có thiên phú và thực lực còn mạnh hơn ngươi rất nhiều, nhưng ở tầng này nàng vẫn không chống đỡ được. Dương Diệp biết nha đầu trong miệng lão nhân là ai, đối phương có thể xông lên nơi này, thực lực khi đó nhất định không yếu hơn hắn, chẳng qua hắn không thèm để ý, hắn không có ý tứ đi ganh đua so sánh với ai cả, hắn chỉ muốn chiến đấu. Cho nên hắn vẫn kiên định như trước nói, tiền bối, vãn bối muốn thử một lần. Lão nhân thở dài một tiếng, nói ta biết ngươi sẽ không từ bỏ, ta nói trước cho ngươi biết độ khó của ải này, ngươi quyết định có muốn từ bỏ hay không. Cửa ải này không phải là ngươi đối chiến với kiếm nô, cửa ải này là một kiếm trận, trong kiếm trận này, mỗi năm hơi thở sẽ có trăm đạo huyền khí biến thành kiếm khí công kích ngươi, mà ngươi phải làm chính là phải kiên trì tới khi những kiếm khí này không còn uy hiếp với ngươi nữa. Vãn bối muốn thử xem, Dương Diệp nhìn lão nhân, kiên định nói. Lão nhân lắc đầu cười khổ, nói ta còn chưa nói hết, uy lực của kiếm trận này chỉ là chuyện thứ hai thôi, quan trọng nhất là kiếm trận này không phải là hư ảo nữa, mà là chân thật. Nói cách khác, ngươi nếu như bị chết trong kiếm trận này, thì là chết thật sự. Không phải là ảo trận, chết trong đó chính là chết thật. Nghe vậy trong lòng Dương Diệp kinh hãi, lúc này trong đầu hắn không ngừng lặp lại những lời lão nhân nói. Lão nhân tiếp tục nói, ta không có lừa ngươi, nếu như ngươi thất bại ở tầng này, vậy thì thế gian không còn ngươi nữa. Cho nên ta xuất hiện ở đây chính là vì không muốn kiếm tông mất đi một thiên tài. Tiền bối, người kia có lựa chọn tiếp tục khiêu chiến hay không? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Lão nhân biết người Dương Diệp nói là ai, lập tức lắc đầu nói, nàng không có chọn tiếp tục khiêu chiến, bởi vì nàng biết, cứ năm hơi thở 100 kiếm khí, nàng tuyệt đối không chống lại được. Tất nhiên ngươi cũng không có khả năng chống lại, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, thực lực của nàng ở trên ngươi rất nhiều. Dương Diệp yên lặng, lần này hắn do dự, nếu như kiếm trận kia là ảo trận hắn tuyệt đối sẽ không do dự, bởi vì sẽ không chết, cho dù kinh khủng nhiều như thế nào đi nữa nó cũng chỉ là một ảo trận, cho nên hắn không sợ. Thế nhưng bây giờ lão nhân nói cho hắn biết đây không phải là một ảo trận mà là một kiếm trận thật sự. Hơn nữa còn là kiếm trận vượt xa cường giả tiên thiên cảnh và huyền thú vương cấp. Dương Diệp thật sự do dự. Đúng lúc này, lão nhân vung tay phải lên, một thanh trường kiếm, một quyển trục, một bộ huyền giáp xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Trong khi Dương Diệp chưa hiểu gì thì lão nhân nói, nếu như ngươi lựa chọn rời khỏi, linh kiếm huyền giai thượng phẩm và huyền kỹ huyền giai thượng phẩm, còn có huyền giáp huyền giai thượng phẩm này đều là của ngươi cả. Vì sao? Nhìn ba món bảo vật trước mắt. Dương Diệp không giải thích được hỏi. Từ khi mới bắt đầu, lão nhân trước mắt này giống như không muốn hắn tiếp tục khiêu chiến. Hơn nữa lão nhân này lai lịch cũng rất thần bí, vì sao lão lại xuất hiện ở đây, vì sao để cho mình từ bỏ mà đưa ra ba món bảo vật. Lão nhân mỉm cười nói, ta biết ngươi nghi hoặc cái gì, rất nhiều chuyện ta không thể nói cho ngươi biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta ngăn cản ngươi bởi vì ta là người của kiếm tông, ta không hy vọng kiếm tông ngã xuống một nhân tài. Ngươi cũng biết nếu như thế thì kiếm tông tổn thất không còn nhân tài nữa mất. Nghe vậy Dương Diệp lại yên lặng, hồi lâu sau, ánh mắt hắn rơi vào trên ba món bảo vật kia, do dự trong mắt lại càng rõ ràng. Dương Diệp bây giờ thật sự rất do dự, trong đầu hắn xuất hiện hai giọng nói, một giọng nói bảo tất nhiên là cầm lấy rồi rời đi, còn do dự gì nữa. Mạo hiểm tính mạng xông qua kiếm trận kinh khủng kia chỉ có kẻ ngu mới làm. Bây giờ nếu như đi ra ngoài, không chỉ có thể danh chấn kiếm tông, còn có ba món huyền giai bảo vật, lời quá đi chứ. Còn do dự gì nữa? Mà giọng nói kia thì phản đối lại, tất nhiên là đừng lấy, con đường võ đạo cần nhất chính là một trái tim không biết sợ hãi. Nếu như hôm nay ngươi đối mặt với khó khăn chưa biết rõ và mấy cái bảo vật đã từ bỏ khiêu chiến, vậy thì võ đạo của ngươi sẽ có nhược điểm, sau này ngươi cứ gặp phải khó khăn thì sẽ lùi bước. Giọng nói đầu tiên liền cắt đứt lời giọng nói thứ hai. Bảo, đó là lùi bước sao? Đối mặt với đối thủ không chiến thắng được gọi là lùi bước sao? Đấy gọi là thức thời,
Hơn nữa chưa nói có thể qua kiếm trận kia hay không, cho dù qua được kiếm trận kia thì sao? Đơn giản chỉ là tăng cao thực lực một ít thôi. Thế nhưng không qua thì sao? Ngươi có nghĩ tới mẫu thân và muội muội không? Nếu ngươi chết thì bọn họ phải làm sao bây giờ? Liễu gia sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Giọng nói thứ hai yên lặng, hiển nhiên, trong lòng Dương Diệp thì mẫu thân và muội muội là quan trọng nhất. Lão nhân ở một bên cười nhìn Dương Diệp, không nói gì cả, chỉ thỉnh thoảng lóe lên vài tia sáng khác thường trong mắt. Một hồi lâu sau, Dương Diệp mỉm cười nói, đúng thế, nếu như ta chết, mẫu thân và muội muội làm sao đây? Vì mẫu thân và muội muội, ta không thể chết được, cho nên, nói tới đó bàn tay Dương Diệp vươn tới ba món bảo vật kia, lúc này Dương Diệp không có chú ý tới, khi hắn nói ra những lời này thì trong mắt lão nhân hiện lên vẻ thất vọng. Ngay khi tay Dương Diệp sắp chạm tới quyển trục thì Dương Diệp đột nhiên rút tay lại, sau đó nhìn lão nhân cười nói, cho nên, tiền bối, ta muốn tiếp tục khiêu chiến. Lão nhân sửng sốt, một hồi lâu lão mới kinh ngạc nói, ngươi muốn tiếp tục khiêu chiến. Dương Diệp gật đầu, trong mắt không có chút do dự nào, chỉ có sự kiên định, nói con đường võ đạo đã chú định sẽ không bằng phẳng, nếu như không giữ vững lòng tin và không có dũng khí không biết sợ hãi, vậy thì con đường võ đạo nhất định sẽ không đi xa được. Nghe vậy trong mắt lão nhân lóe lên vẻ tán thưởng, lão lại hỏi, vậy mẫu thân và muội muội ngươi thì sao? Nếu như ngươi chết ở trong kiếm trận, bọn họ phải làm sao? Vì võ đạo của mình và muốn tăng thực lực lên mà không để ý người thân của mình, có phải có điểm ích kỷ hay không? Dương Diệp mỉm cười nói, nam vực cường giả vi tôn, chỉ có thực lực mới có thể nắm giữ số phận của mình, mới có thể bảo vệ được người thân. Nếu ta không trở nên mạnh mẽ, tính mạng của mẫu thân và muội muội ta, còn có số phận của ta nữa, chung quy sẽ không nắm giữ trong tay mình được. Hơn nữa nếu như lần này ta mượn cớ mẫu thân và muội muội để lùi bước, lần sau đối mặt với khó khăn nhất định cũng sẽ dùng họ để mượn cớ lùi bước cho sự nhu nhược của mình. Cho nên ta phải tiếp tục khiêu chiến. Kỳ thực Dương Diệp tiếp tục khiêu chiến không còn là để tăng thực lực lên nữa. Hắn là muốn chém tâm ma của mình, khi trong đầu hắn xuất hiện hai giọng nói thì hắn biết hắn đã có tâm ma rồi. Tâm ma chưa trừ, ý chí không vững, tâm võ đạo dao động, với hắn mà nói tuyệt đối là một tai họa. Muốn trừ tâm ma triệt để, vậy cứ tiếp tục khiêu chiến, bởi vì hắn sau khi nghe được lời của lão nhân đã sợ hãi, chính lúc hắn do dự đó thật ra là hắn đã sợ hãi. Hơn nữa hắn vẫn trốn tránh sự thật này, cho nên trong đầu hắn mới xuất hiện giọng nói bảo hắn lùi bước kia. Giọng nói kia nói trắng ra thì chính là do bản thân hắn huyễn hóa ra để che lấp sự thật hắn sợ hãi, về phần mẫu thân và muội muội hay bảo vật gì đó chỉ là mượn cớ mà thôi. Lão nhân nhìn Dương Diệp, trong mắt không che giấu chút nào vẻ tán thưởng cả, nói, mỗi người đều có tâm ma, thế nhưng rất nhiều người đối mặt với tâm ma không trốn tránh thì cũng khuất phục. Người trẻ tuổi, người có thể vung kiếm chém tâm ma, không tồi, rất không tồi. Cuối cùng chúc mừng ngươi, ngươi đã qua cửa rồi. Nói xong, cơ thể lão nhân giống như kiếm nô từ từ tiêu tán, kèm theo đó còn có ba món bảo vật kia nữa. Quả nhiên vẫn là ảo cảnh, chỉ là ảo cảnh lần rất thật. Nhìn về nơi lão nhân biến mất, Dương Diệp nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Sau khi hắn quyết định tiếp tục khiêu chiến, đầu óc hắn trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Cảm thấy có rất nhiều vấn đề, một vấn đề trong đó chính là hoàn cảnh trước mắt hắn, chỉ là hắn vẫn chưa xác định được, bởi vì lão nhân quá chân thật. Bây giờ nhìn thấy lão nhân và ba món bảo vật tiêu tán giống như kiếm nô thì hắn đã xác định được. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục đi về phía cầu thang dẫn lên tầng 22. Đối với khiêu chiến tiếp theo này hắn bây giờ thực sự không còn sợ hãi nữa. Ngay khi Dương Diệp đi tới tầng 22 thì mọi người bên ngoài tháp trở nên xôn xao lên. Tiên nhập vi chủ, vào trước là chủ. Phong Lâm lại đi vào thất luyện phong, lần này Tần Phong không có yêu cầu gã mà chính bản thân gã muốn tới. Lúc này gã rất kích động, thật sự rất kích động, bởi vì kiếm tông xuất hiện một người còn yêu nghiệt hơn cả yêu nữ nữa. Đệ tử ngoại môn trên ngoại môn bảng cơ bản đều bị yêu nữ hành hạ qua. Yêu nữ cũng luôn luôn nói trong ngoại môn không có địch thủ, mà bây giờ rốt cục có người có thể đả kích nàng rồi. Mặc dù bây giờ thực lực của đệ tử tạp dịch gọi là Dương Diệp kia không có mạnh như yêu nữ, thế nhưng tiềm lực và thiên phú của hắn nhất định là hơn yêu nữ, nếu không cũng sẽ không xông qua tầng 21 được. Mộ Dung sư tỷ, có người xông qua tầng thứ 21, tiến lên tầng thứ 22. Phong Lâm đứng trước trọng lực động nói. Một lát sau,
Cửa động từ từ mở ra, Mộ Dung Yêu xuất hiện trước mặt Phong Lâm, vẫn xinh đẹp mê người như mọi ngày, có điều Phong Lâm cũng không dám nhìn lâu, vội vã cúi thấp đầu. Thật không? Mộ Dung Yêu nhìn Phong Lâm lạnh nhạt hỏi. Phong Lâm vội vàng nói, Mộ Dung sư tỷ, cho ta mượn 100 lá gan ta cũng không dám lừa ngươi. Hơn nữa hắn mới huyền giả bát phẩm. Huyền giả bát phẩm, Mộ Dung Yêu nhíu mày nói, không phải lần trước ngươi nói hắn thăng cấp lên tiên thiên cảnh rồi sao? Sao bây giờ lại biến thành huyền giả bát phẩm? Ngươi đang đùa ta hả? Nói xong lời cuối cùng, cả người Mộ Dung Yêu tỏa ra dao động huyền khí mạnh mẽ, tựa hồ muốn động thủ. Mồ hôi lạnh ngay lập tức xuất hiện trên người Phong Lâm, gã vội vã giải thích nói, Mộ Dung sư tỷ bớt giận, không phải Phong Lâm lừa ngươi đâu, quả thật có người thăng cấp lên tiên thiên cảnh trong kiếm nô tháp, chỉ là chúng ta không ngờ tới, xông lên tầng 22 không phải là cái tên thăng cấp tiên thiên cảnh kia, mà là một tên Dương Diệp trước kia bị giáng chức làm đệ tử tạp dịch. Mà cái tên thăng cấp lên tiên thiên cảnh kia mới xông đến tầng 15 thôi. Nghe vậy Mộ Dung Yêu thu lại khí tức toàn thân. Hai mắt nhìn về hướng kiếm nô tháp, giống như nghĩ đến gì đó, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trong nháy mắt đầy sương lạnh, nói, lão khốn kiếp đáng chết, lại dám lừa gạt bà đây. Huyền giả bát phẩm, xông lên tầng 22, có ý tứ, có tư cách để gặp một lần. Nói xong thân hình nàng khẽ động, trực tiếp biến mất tại chỗ. Nhìn Mộ Dung Yêu lao về hướng kiếm nô tháp, Phong Lâm thả lỏng một hơi, thấp giọng nói, bị yêu nữ nhìn chằm chằm vào. Dương sư đệ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ngoài kiếm nô tháp, người càng ngày càng nhiều, có thể nói chỉ cần thuộc về ngoại môn kiếm tông đều đến đây cả. Nếu như lúc đầu còn có một vài người khinh thường Dương Diệp, hoặc là không có hứng thú, thì ngay khi Dương Diệp bước lên tầng thứ 22 đã không còn ai có thể khinh thường và giữ vững tâm trạng bình tĩnh được nữa. Trăm năm qua, kiếm nô tháp ghi lại hai kỷ lục cao nhất, một cái là 19 tầng của Tô Thanh Thi 10 năm trước. Cái kia là 20 tầng của Mộ Dung Yêu. Mà bây giờ có người đánh vỡ hai kỷ lục này, nâng kỷ lục cao hơn một tầng, hơn nữa nhìn tình hình còn có thể tiếp tục tăng cao nữa. Cho nên không có ai ngồi yên được nữa, cho dù là một số đệ tử sắp đột phá cũng tạm thời ngừng đột phá lại, muốn đến kiếm nô tháp xem đệ tử tạp dịch nghịch thiên trước đã. Giang Nguyên lúc này rất khó chịu, vô cùng khó chịu, vốn những người xung quanh vì gã mà đến. Thế nhưng bây giờ thiên tài kiệt xuất nhất Giang Tuyết Thành trăm năm qua bị mọi người không nhìn tới nữa. Đúng thế, là không ai nhìn gã nữa, không ai đến kết giao, không ai đến nịnh bợ, ngay cả trưởng lão ngoại môn cũng không nhìn gã. Nghĩ vậy, Giang Nguyên nắm chặt hai bàn tay, nhỏ giọng mắng, tên đệ tử tạp dịch đáng chết. Ngươi nói cái gì? Đúng lúc này một giọng nói thanh thúy vang lên bên cạnh Giang Nguyên. Giang Nguyên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một tiểu cô nương ánh mắt bất thiện nhìn gã lúc này đang khó chịu, đâu quan tâm tới ai với ai chứ. Lập tức giận dữ nói, ta nói gì liên quan đến ngươi hả? Đừng có làm phiền ta. Ngươi dám mắng ta, Bảo Nhi trừng mắt nhìn Giang Nguyên, hai nắm tay nhỏ nắm chặt lại. Ta mắng ngươi thì sao? Con nít từ đâu đến thì chạy về bú sữa mẹ đi, không thì ta không ngại thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi một chút. Ngươi câm miệng cho ta. Giang Nguyên còn chưa nói hết lời thì thiên trưởng lão ở bên cạnh đã cắt đứt lời gã, thiên trưởng lão tức giận nhìn Giang Nguyên nói, xin lỗi Bảo Nhi đi. Giọng nói không thể nghi ngờ. Không chỉ có thiên trưởng lão, mấy trưởng lão bên cạnh lúc này đều tức giận nhìn Giang Nguyên, giống như chỉ cần gã nói chứ không thì trong khoảnh khắc sẽ biến gã thành cho tàn vậy. Thấy mấy trưởng lão tức giận nhìn mình, Giang Nguyên trong phòng phát lạnh. Gã nghĩ mãi không rõ vì sao mấy vị trưởng lão chỉ vì một tiểu cô nương lại đối với hắn như thế, nên biết hắn là tiên thiên cảnh đấy, 16 tuổi tiên thiên cảnh đấy. Trong lòng Giang Nguyên lúc này vô cùng ủy khuất. Đừng nói là tiên thiên cảnh 16 tuổi, cho dù hắn là vương giả cảnh 16 tuổi, những trưởng lão này cũng sẽ không chút do dự đứng về phía Bảo Nhi. Đừng nói ra ra Bảo Nhi là thiên phù sư, chính là giá trị bản thân Bảo Nhi cũng vượt xa Giang Nguyên này. Kỳ thực tất cả trưởng lão coi trọng Bảo Nhi cũng không hoàn toàn bởi vì ra ra nàng, mà bởi vì Bảo Nhi cũng là một phù văn sư ngũ phẩm. Một tiên thiên cảnh 16 tuổi so với một phù văn sư ngũ phẩm 14 tuổi, đừng nói là bọn họ, cho dù là toàn bộ tông môn đều không chút gì dự lựa chọn phù văn sư ngũ phẩm 14 tuổi. Xin lỗi đi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thiên trưởng lão híp hai mắt lại, lạnh lùng nói. Nghe được giọng nói không chút tình cảm của thiên trưởng lão. Giang Nguyên trong lòng run lên, gã biết nếu như gã không xin lỗi nhất định sẽ bị xử phạt.
Hơn nữa mấy trưởng lão bên cạnh cũng không đứng ra biện hộ cho gã, trái lại còn tức giận nhìn gã, có ngu dốt thì gã cũng biết tiểu cô nương trước mắt có thân phận không đơn giản rồi. Không dám do dự nữa, Giang Nguyên vội thi lễ với Bảo Nhi, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói, thật xin lỗi, tại hạ xin lỗi với sư tỷ, mong sư tỷ tha thứ tại hạ. Bảo Nhi hừ lạnh một tiếng, không để ý tới gã nữa mà nhìn về phía kiếm nô tháp. Nàng lúc này chỉ hy vọng tiểu tạp dịch nhanh chóng đi ra sau đó đưa tiểu gia hỏa cho nàng. Thấy tiểu ma nữ không có tức giận, mấy vị trưởng lão nhất thời thả lỏng một hơi, tiểu ma nữ này là người không cần biết đúng sai, không quản đạo lý, nếu như tiểu ma nữ này nhất định muốn truy cứu thì bọn họ phải vất vả rồi. Dù sao Giang Nguyên lúc này vẫn chưa phải là đệ tử kiếm tông, bọn họ chưa có quyền xử phạt. May mà hôm nay tâm tình tiểu ma nữ không tệ, không có truy cứu. Nhìn thái độ của mấy trưởng lão đối với Bảo Nhi, Giang Nguyên xoay người tìm một đệ tử ngoại môn hỏi thân phận của nàng, khi biết được ra ra Bảo Nhi là phong chủ Phù Văn Phong và kết cục của đệ tử ngoại môn lúc trước đắc tội nàng thì mồ hôi lạnh trên người Giang Nguyên tràn ra. Trong ảo cảnh, khi Dương Diệp thấy cảnh tượng trước mắt thì trái tim hắn giống như không chịu thua kém đập dữ dội lên. Trong tầng 22 không có kiếm nô, cũng không có lão nhân nào cả, thế nhưng trên tường bốn phía đều có rất nhiều phù văn, không cần phải nói, đây chính là một cái trận, liên tưởng tới lời nói lúc trước lão của lão nhân kia, Dương Diệp xác định cái này chính là kiếm trận kia. Dương Diệp đứng ở đầu bậc thang, không có đi vào chính giữa, hắn tất nhiên không phải sợ hãi mà chỉ là đang nghĩ đối sách. Nếu quả thật như lời lão nhân nói, cứ năm hơi thở sẽ có trăm đạo kiếm khí công kích hắn, vậy hắn phải nghĩ ra biện pháp để đối phó. Không thì chỉ sợ hắn vừa đi qua đã bị xuyên tim mà chết. Tránh né, Dương Diệp nghĩ tới đầu tiên chính là tránh né, thế nhưng hắn nhanh chóng phủ định biện pháp này của mình. Không nói tốc độ bản thân của hắn có tránh thoát hay không, cho dù tránh thoát thì sao? Đợt tiếp theo đâu, phỏng chừng không được hai lượt thì hắn muốn tránh cũng không được. Không thể tránh né, vậy thì chỉ có kiên cường chống lại. Chỉ là trong lòng Dương Diệp không có cơ sở nào cả. Tiểu gia hỏa. Người có biện pháp gì không? Dương Diệp cuối cùng chỉ có thể hỏi tiểu gia hỏa. Hy vọng tiểu gia hỏa cũng trợ giúp cho hắn như lúc trước. Chỉ là hắn phải thất vọng, tiểu gia hỏa ở trong vòng xoáy đan điền lắc đầu, biểu thị nó cũng lực bất tòng tâm. Dương Diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó tung người nhẹ nhàng nhảy vào chính giữa. Nếu không có biện pháp gì hay vậy thì chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, biện pháp bị ép buộc có thể sẽ xuất hiện. Ngay khi Dương Diệp vừa tiến vào giữa thì phù văn ở vách tường xung quanh đột nhiên sáng lên, sau đó nhanh chóng chuyển động theo một quỹ đạo, không tới một hồi, toàn bộ phù văn trong phòng đều chuyển động lên. Thậm chí sàn nhà dưới lòng bàn chân Dương Diệp chẳng biết cũng đã sáng lên từ lúc nào, nhưng vẫn còn tiếp tục chuyển động. Dương Diệp đứng ở chính giữa nhìn phù văn quỷ dị dưới chân, vẻ mặt ngưng trọng, trường kiếm trong tay không ngừng được rót huyền khí kim sắc vào, từ từ rung lên giống như có sự sống vậy. Suy. Đúng lúc này trên vách tường bốn phía đột nhiên bắn ra trăm đạo kiếm khí do linh khí biến ảo thành, trăm đạo kiếm khí chia nhau từ bốn phía bắn tới Dương Diệp, nhanh như thiểm điện. Dương Diệp đứng ở giữa, hai mắt híp lại, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Quát khẽ một tiếng, Dương Diệp thi triển tật phong bộ tới mức cực hạn, nắm trường kiếm trong tay chém tới ba mươi mấy đạo kiếm khí lao tới trước mặt. Dương Diệp không dám cất giấu thực lực. Dưới một kích toàn lực được huyền khí kim sắc gia trì, trường kiếm trong tay Dương Diệp giống như chém rách không khí, trường kiếm lướt qua, trong không khí xuất hiện một vệt khí rất rõ ràng, đồng thời vang lên một âm thanh xé gió bén nhọn chói tai. Bùm! Một tiếng năng lượng nổ vang ầm lên ở giữa sân, những đạo linh kiếm va chạm với trường kiếm của Dương Diệp tiêu tán trong nháy mắt, Dương Diệp không giảm tốc độ, nhìn thoáng qua những đạo linh kiếm còn lại, Dương Diệp dừng thân hình, xoay người cầm trường kiếm trong tay quét qua. Bùm! Lại là một tiếng nổ vang lên, trường kiếm của Dương Diệp phá tan mấy đạo linh kiếm phía trước, sau đó lại một lần nữa nhìn qua những đạo linh kiếm khác, sau một khắc, xoay người, sau một khắc, tiếp tục xoay người. Từ khi trận pháp bắt đầu khởi động, Dương Diệp không ngừng lặp lại động tác này, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Tốc độ của linh kiếm quá nhanh, quá nhiều, muốn dùng thân pháp né tránh thì tật phong bộ của hắn căn bản không làm được. Hắn lúc này chỉ có thể làm như vậy. Cứng rắn chống lại. Tất nhiên như vậy phải trả giá rất thê thảm. Không tới một hồi, toàn thân Dương Diệp đã xuất hiện vết máu chằng chịt, trừ hai mắt sắc bén ra, trên người Dương Diệp lúc này gần như không có chỗ nào lành lặn,
lại còn đang không ngừng tăng lên. Dương Diệp lúc này đã tin lời lão nhân kia nói, kiếm trận này người dưới tiên thiên cảnh căn bản không thể chống lại được. Nếu như không phải cơ thể hắn không yếu hơn một vài huyền thú cửu giai, hơn nữa có huyền khí kim sắc nghịch thiên chữa trị thì ngay cả hắn muốn kiên trì một phút đồng hồ cũng khó. Bây giờ hắn còn có thể kiên trì hoàn toàn là dựa vào cơ thể này. Hắn mặc dù không tránh né được hết linh kiếm này, thế nhưng những linh kiếm này nhất thời cũng không có biện pháp giam cầm hắn, bởi vì trừ gây ra mấy vết thương lớn ngoài ra cho hắn thì căn bản không tạo thành tổn thương chí mạng nào cả. Bùm! Dương Diệp một kiếm đánh tan hơn 10 đạo linh kiếm, còn lại hơn 10 linh kiếm thì thân mật tiếp xúc với vai và tứ chi của Dương Diệp. Đau đớn trên cơ thể làm cho khóe miệng Dương Diệp co giật một cái, thầm nghĩ, nếu tiếp tục như vậy ta nhất định sẽ bị kiếm trận này chém chết từ từ mất. Nhất định phải nghĩ cách, nghĩ vậy Dương Diệp tiện tay đánh tan vài đạo linh kiếm đâm tới, sau đó ánh mắt quét quanh bốn phía, thầm nghĩ, nhất định có biện pháp, nhất định có, ta phải tìm được biện pháp đối phó với những linh kiếm này mới có thể qua cửa được. Dương Diệp rất muốn ngồi xuống từ từ suy nghĩ biện pháp đối phó kiếm trận, thế nhưng kiếm trận đâu có cho hắn cơ hội. Cứ năm hơi thở 100 đạo kiếm khí, thời gian lại không chậm trễ chút nào, cho nên Dương Diệp bây giờ nhất định phải vừa phải phòng linh kiếm, vừa nhanh chóng vận động não nghĩ biện pháp. Không thể không nói, việc này cực kỳ rèn luyện độ linh hoạt của đại não. Lại qua nửa canh giờ, lúc này Dương Diệp vẫn chưa có biện pháp gì hay cả, trái lại đã trở nên không giống người nữa. Y phục trên người hắn lúc này đã biến mất sạch, da thịt toàn thân lộ ra trong không khí, không chỉ có như vậy. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều bị máu tươi bao phủ giống như được tắm qua máu tươi vậy, trông rất kinh khủng dữ tợn. Kiếm trận biến thái quá, CMN là ai bày ra không biết, đây có thật là để khảo hạch đệ tử không, hay là để tra tấn người ta thế hả? Cảm nhận được khác thường và đau đớn trên cơ thể, Dương Diệp nhịn không được thầm mắng trong lòng. Từ khi kiếm trận khởi động cho tới bây giờ, khoảng thời gian này đối với hắn mà nói thật sự là một loại tra tấn. Nếu như là người bình thường, tối đa bị linh kiếm đâm trúng rồi sau đó bỏ xác thất bại mà thôi. Nhưng mà hắn không có như vậy. Từ đầu hắn đã cảm thấy may mắn vì cơ thể mạnh mẽ của mình có thể chống lại những linh kiếm này. Thế nhưng bây giờ hắn hận mình đừng có cơ thể mạnh mẽ như vậy. Vì sao? Bởi vì bộ dáng của hắn bây giờ cũng là do cơ thể mạnh mẽ này tạo thành. Nếu như cơ thể hắn mạnh như huyền thú vương cấp thì những vết chém của linh kiếm đối với hắn chỉ như gãi ngứa. Nhưng vấn đề là hắn không có. Cơ thể hắn có sức phòng ngự nhất định đối với những đạo linh kiếm này nhưng cũng không phải chống được hoàn toàn, cho nên mới tạo thành tình huống như bây giờ, kiếm khí có thể cắt đứt ra hắn, nhưng lại không gây nên tổn thương chí mạng cho hắn. Nói đơn giản một chút chính là bị đau nhưng không chết. Đây không phải tra tấn thì là gì? Dương Diệp trước kia chỉ nghe qua thiên đao vạn quả chứ chưa gặp qua, thế nhưng bây giờ chính cơ thể hắn lại bị như vậy. Có điều Dương Diệp cũng phát hiện một điểm tốt, đó chính là trong lúc toàn thân hắn bị thiên đao vạn quả thì vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn giống như cực kỳ thích thú hắn bị như vậy, bởi vì vòng xoáy nhỏ trong đan điền chủ động chảy ra huyền khí kim sắc không ngừng, đồng thời tự động chảy tới kinh mạch toàn thân hắn, chữa trị thương thế trên cơ thể hắn. Vì sao nói vòng xoáy nhỏ thích thú như vậy? Bởi vì Dương Diệp cẩn thận quan sát, nếu như cơ thể hắn bị thương tổn cực lớn thì huyền khí kim sắc trong đan điền sẽ tự động đi chữa trị. Căn bản không cần hắn vận chuyển. Hơn nữa nếu như huyền khí kim sắc trong đan điền bình thường thiếu thì vòng xoáy nhỏ sẽ cho huyền khí kim sắc trong nó chảy ra, rất là hào phóng. Chuyện này làm cho Dương Diệp vô cùng nghi hoặc, chẳng qua hắn bây giờ không có thời gian quan tâm vấn đề này. Hắn hiện tại gặp phải một vấn đề lớn hơn nữa, đó chính là đối phó với những linh kiếm này như thế nào. Đầu của Dương Diệp nhanh chóng hoạt động, hắn lúc này nhất định phải nghĩ biện pháp. Không thì cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ bị tra tấn tới chết mất. Mặc dù vòng xoáy nhỏ chủ động giúp hắn chữa trị cơ thể, nhưng rõ ràng bị thương nhanh hơn được chữa thương, kéo dài nữa không chỉ là một loại tra tấn mà còn sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Bởi vì lúc này Dương Diệp đã không dám chắc chắn đây là ảo cảnh nữa, uy lực của kiếm trận lão nhân kia nói và một số đặc tính của kiếm trận này rất trùng hợp với nhau, như vậy cho dù lão nhân kia không phải là huyễn cảnh hóa ra hay là huyễn cảnh hóa ra đi nữa thì lời nói của lão ấy vẫn là thật. Nói chung cho dù như thế nào, Dương Diệp không dám cược, hắn nhất định phải sống, dù cho đây có phải ảo cảnh thật hay không. Lại nửa canh giờ trôi qua, Dương Diệp đã bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi, bất kể là lực đạo hay tốc độc cũng đã giảm xuống rõ.
Phát hiện này khiến Dương Diệp cảm thấy tóc gáy toàn thân đều dựng lên, bởi vì trước kia đối chiến với kiếm nô thì tối đa hắn chỉ thấy tâm trí mệt, tinh thần uể oải, nhưng các phương diện cơ thể không xuất hiện các vấn đề như thế này, bây giờ lại xuất hiện, vậy chứng tỏ điều gì? Chứng minh ảo cảnh này có thể là thật. Dương Diệp hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh, loại tình huống này nếu như còn không bình tĩnh vậy thì sẽ đi tìm đường chết mất. Đột nhiên hai mắt Dương Diệp sáng lên, hắn nghĩ đến một biện pháp. Nghĩ là làm, ngay khi 30 mấy đạo kiếm linh lao tới trước mặt Dương Diệp thì hắn không còn cứng rắn đối đầu như trước nữa mà từ bỏ phòng ngự và công kích, sau đó thi triển ngự kiếm thuật đối với 30 mấy đạo linh kiếm kia. Vốn linh kiếm sắp đâm tới mặt, ngực và mấy chỗ yếu hại của Dương Diệp thì một màn quỷ dị xuất hiện, mấy đạo linh kiếm dưới sự khống chế ý niệm của Dương Diệp đột nhiên dịch chuyển qua bên cạnh mấy cm. Suy, 30 mấy đạo linh kiếm tiếp xúc thân mật với cơ thể Dương Diệp, sau đó máu tươi lại tràn đầy trên người hắn. Đối với cảm giác đau đớn trên người truyền tới, Dương Diệp giống như không có cảm nhận được, hắn kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bởi vì ngự kiếm thuật lại có thể ngự những linh kiếm vô chủ này thật. Phát hiện này làm cho Dương Diệp như đang ở vực sâu không đáy tối tăm đột nhiên phát hiện một ánh lửa vậy, hắn sao có thể không hưng phấn kích động được. Tiếp đó Dương Diệp trở nên thoải mái hơn so với lúc trước, đầu tiên hắn dùng toàn lực chém nát vài đạo linh kiếm, sau đó thi triển ngự kiếm thuật, khống chế một số linh kiếm còn lại thay đổi hướng công kích. Không thể không nói biện pháp này rất không tệ, dưới tình huống như vậy, tổn thương của cơ thể hắn bị linh kiếm gây ra đã càng lúc càng ít đi. Khả năng của người đang trong tuyệt cảnh quả thật là vô cùng lớn, trước kia Dương Diệp luyện ngự kiếm thuật, tốc độ tiến triển chỉ có thể dùng nhanh như rùa bò để hình dung. Thế nhưng lúc này lại có thể dùng tiến triển thần tốc để hình dung lại. Lúc đầu hắn chỉ có thể khống chế mấy đạo kiếm khí, nhưng sau 2 canh giờ hắn đã có thể gây ảnh hưởng tới hơn 10 đạo linh kiếm, sau 4 canh giờ, hắn đã có thể khống chế gần 20 đạo. Thời gian trôi qua từng chút, sau một ngày Dương Diệp đã có thể khống chế gần 50 đạo kiếm khí. Có điều chỉ có thể ở trong phạm vi một trượng, nhưng với hắn mà nói thì đã đủ rồi. Bây giờ chỉ cần linh kiếm tiến vào phạm vi một trượng quanh hắn sẽ bị hắn cưỡng ép thay đổi phương hướng, sau đó va chạm với các linh kiếm khác, có thể nói hắn lúc này cực kỳ thoải mái. 3 ngày trôi qua, lúc này trên người Dương Diệp chỉ có một ít mùi máu tanh, bề ngoài có chút kinh khủng nhưng không còn chút bộ dạng chật vật nào nữa. Lúc này Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, trên mặt không có vẻ gì khẩn trương và ngưng trọng cả, ngược lại là một bộ dáng vân đạm thanh phong. Phù văn giữa sân lại rung động, một lượt kiếm khí mới phát động công kích. Trăm đạo kiếm khí từ 4 phương 8 hướng bắn về phía Dương Diệp, tốc độ vẫn nhanh như trước. Nhìn kiếm khí bắn nhanh đến, trên khuôn mặt đầy vết máu của Dương Diệp nhìn không ra tiếu ý, lúc trăm đạo kiếm khí tiến vào phạm vi một trượng quanh hắn thì đột nhiên trăm đạo kiếm khí chuyển biến quỷ dị, bắn về phía hướng khác. Bùm! Trăm đạo linh kiếm đánh vào trên vách tường phát ra tiếng nổ cực lớn. Ngay khi Dương Diệp đang chờ lượt tấn công mới thì một giọng nói đột nhiên vang lên trên không khí, thực không tồi, kiếm kỹ không tồi, cơ thể không tồi, người thật không tồi, ngày sau có thể tới đây tu luyện. 7 tầng còn lại chờ đạt được vương giả cảnh thì có thể quay lại thử sau. Giọng nói này nói xong cũng không đợi Dương Diệp đáp lại thì hắn đã cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó trong đầu truyền tới cảm giác hôn mê, không biết qua bao lâu Dương Diệp đột nhiên nghe được xung quanh giống như có người đang kêu tên hắn. Dương Diệp đi ra rồi, đi ra rồi. Kiếm khí do linh khí hóa thành. Vân đạm thanh phong, điềm nhiên như mây gió. Dùng sức lắc lắc đầu. Dương Diệp mở hai mắt ra, trước mắt là mấy lão đầu, Dương Diệp biết được vài người trong đó, là trưởng lão ngoại môn. Chỉ là có gì đó không đúng, bởi vì mấy lão đầu này bây giờ đều hưng phấn nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt kia, tựa như mấy tên ác hán đang nhìn một mỹ nữ trần truồng vậy. Nghĩ vậy, Dương Diệp cảm thấy rét run, hắn đang chuẩn bị nói, lúc này, thiên trưởng lão đã đi tới gần Dương Diệp, âm thanh thoáng run rẩy, hỏi tiểu Dương, ngươi. Người qua tầng thứ 22. Thiên trưởng lão nói xong thì hai tay siết chặt, không chỉ có hắn, mấy tên trưởng lão ở bên cạnh cũng giống như vậy, hiển nhiên, tất cả mọi người có chút khẩn trương, hoặc có lẽ là hưng phấn kích động. Nghe vậy, nghĩ đến âm thanh lúc trước bên trong đại sảnh kia, Dương Diệp thành thật nói, thiên trưởng lão, ta cũng không biết có qua hay không, nhưng đối phương nói về sau ta có thể tới kiếm nô tháp tu luyện, hơn nữa, sau khi đạt tới vương giả cảnh thì có thể thử mấy tầng còn lại. Nghe được Dương Diệp nói vậy,
Mấy tên trưởng lão ngoại môn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có khiếp sợ không cách nào che giấu. Một lát sau, thiên trưởng lão do dự một chút, hỏi Tiểu Dương, ngươi nói là sự thật. Thật sự có người nói với ngươi. Nếu như là trưởng lão khác hoài nghi mình như vậy, Dương Diệp nhất định sẽ khó chịu, nhưng đối với thiên trưởng lão, Dương Diệp sẽ không như vậy. Lập tức nhẹ gật đầu, nói thiên trưởng lão, ta có thể lừa người khác nhưng không lừa người. Tầng thứ 22 là một kiếm trận, sau khi những linh kiếm kia không thể uy hiếp được ta, âm thanh kia xuất hiện, sau đó ta đã đi ra ngoài. Mấy tên trưởng lão lần nữa liếc mắt nhìn nhau, lần này bọn họ không hoài nghi nữa. Kỳ thực lúc trước bọn họ cũng không còn hoài nghi, hỏi lần thứ hai cũng chỉ là muốn xác nhận, bây giờ bọn hắn đã xác định. Lập tức, ngoại trừ thiên trưởng lão ra, mấy người trưởng lão khác cũng không nói lời nào, sắc mặt nghiêm túc xoay lập tức rời đi, việc này không giống bình thường, bọn họ phải báo cáo với đại trưởng lão. Dương Diệp không quan tâm đến mấy lão đầu này, hắn đang chuẩn bị đứng dậy hoạt động tay chân một chút, đúng lúc này, một người nữ tử mặc quần đỏ đi tới trước mặt hắn. Lúc nhìn thấy dung mạo của nữ tử, Dương Diệp trong nháy mắt bị thất thần, hắn bị chấn kinh bởi vẻ đẹp kia. Nữ tử rất đẹp, thực sự rất đẹp, Dương Diệp sống tới giờ này, chỉ có dung mạo của Tô Thanh thì có thể so sánh với cô gái trước mắt này. Dung mạo hai người không phân cao thấp, thế nhưng khí chất lại khác xa nhau. Khí chất của Tô Thanh thì là thanh nhã, là trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như không nhiễm đến khói lửa nhân gian. Mà người con gái trước mắt này thì lại khác. Cô gái trước mắt này đẹp ở chỗ yêu diễm, đúng vậy, bất kể là dung nhan hay là trang phục, đều là vô cùng yêu diễm, nàng đứng ở nơi này, cho dù không nói lời nào, không làm bất kỳ động tác gì, cũng làm cho người ta xuất hiện nhiệt huyết xung động. Dương Diệp áp chế phần kinh diễm trong lòng, lúc hắn chuẩn bị nói chuyện, cô gái trước mặt liếc mắt quan sát trên dưới, sau đó nói, ngươi xông qua tầng thứ 21 và 22. Nghe vậy, Dương Diệp giật mình một cái, chợt nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi là ai? Nữ tử không trả lời câu hỏi của Dương Diệp, mà là ngẩng đầu nhìn về phía kiếm nô tháp, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, một lúc lâu, ánh mắt nàng lại rơi lên người Dương Diệp, nói, có thể nói cho ta biết tầng 21 cùng 22 khảo hạch là gì sao? Xem như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Dương Diệp cười cười, nói, không cần nợ ta nhân tình, một chuyện nhỏ mà thôi. Tầng 21 là khảo hạch tâm tính. Tâm tính nếu là không có vấn đề, có thể trực tiếp qua cửa. Còn như tầng 22, đó là một cái kiếm trận, mỗi năm hơi thở có trên 100 tia kiếm khí do linh kiếm biến thành công kích người khiêu chiến, rất khó. Nữ tử nhíu mi phượng một cái, quan sát Dương Diệp lần nữa, sau đó trầm giọng hỏi, tầng 22 không phải ảo cảnh. Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này, một cơn gió mát phất qua, Dương Diệp cảm giác được thân thể mát lạnh, hắn vô thức cúi đầu nhìn. Sau đó Dương Diệp hóa đá. Không đến một hơi thở, Dương Diệp kêu lớn một tiếng, âm thanh xuyên phá bầu trời, sau đó hai tay nhanh chóng bảo vệ nơi nào đó trên người, trong lúc mọi người cười lớn, thì triển tật phong bộ đến cực hạn, biến mất tại chỗ. Nhìn bóng lưng trần truồng của Dương Diệp, mọi người cười lớn tiếng hơn, ngay cả thiên trưởng lão bên cạnh đều nở nụ cười. Đúng vậy, lúc Dương Diệp đi ra thân thể đã trần truồng, ngay từ đầu mọi người đã chú ý đến vấn đề này. Nhưng lại không có ai nhắc nhở, bởi vì mọi người đều đang chìm trong khiếp sợ. Lúc Dương Diệp cùng nữ tử quần đỏ nói chuyện với nhau, mọi người mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Dương Diệp cả người trần truồng cùng một mỹ nữ nói chuyện với nhau, không biết vì nguyên nhân gì, mọi người, bao quát thiên trưởng lão lại không hề nhắc nhở Dương Diệp. Thiên trưởng lão cười một lát, sau đó xoay người nhìn mọi người, nghiêm mặt nói, không phải tham gia khảo hạch ngoại môn nên làm việc của mình đi, tham gia khảo hạch ngoại môn. Phàm là ở kiếm nô tháp vượt qua tầng thứ 5, chúc mừng các ngươi, hiện tại các ngươi đã là một đệ tử ngoại môn của kiếm tông. Ngày mai tiến hành tỉ thí, nằm trong top 10 sẽ được tông môn ban thưởng, hiện tại cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Nói đến đây, thiên trưởng lão lại nhìn một chút những thiếu niên bên ngoài kia, sau đó nói, còn như không thể vượt qua khảo hạch, các ngươi có thể ở kiếm tông nghỉ ngơi một đêm, thế nhưng ngày mai phải rời khỏi kiếm tông, nếu như chiều mai còn phát hiện các ngươi còn ở kiếm tông. Kiếm tông sẽ cưỡng ép đuổi các ngươi rời khỏi. Nghe được lời nói thiên trưởng lão, bên dưới có thiếu niên hoan hô, dù như thế nào, về sau bọn họ cũng là đệ tử tông môn, có tài nguyên tu luyện, ngược lại có thiếu niên thì cúi đầu thở dài, trên mặt tràn đầy thất vọng, trên người bọn họ không chỉ có hy vọng của người nhà, còn có tiền đồ của bản thân, đáng tiếc bọn họ thất bại. Chính là,
có người vui mừng có người buồn. Nơi nào đó không có người chú ý đến, Tô Thanh Thi nhìn phương hướng Dương Diệp chạy trốn, không biết suy nghĩ điều gì. Nàng đã tới lúc Dương Diệp xông tới tầng 22, nhưng mà nàng không để bất kỳ ai phát hiện được nàng. Thành thật mà nói, biểu hiện của Dương Diệp vượt xa khỏi dự định của nàng, nàng rõ ràng tầng 19 cùng 20 của kiếm nô tháp kinh khủng như thế nào, trước đây nàng đã bị thua vương cấp huyền thú. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, Dương Diệp lại chiến thắng vương cấp huyền thú, lại còn xông qua tầng 22. Thực sự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Một lúc sau, Tô Thanh Thi thu hồi ánh mắt, nhìn xuống một quyển trục trong tay, chỉ thấy trên đó viết, Dương Diệp, nam, 17 tuổi, Đại Tần Đế Quốc, Kinh Châu, người An Nam Thành. Tính cách trầm ổn, cực kỳ trọng tình, có thù tất báo, bởi vì liên quan đến mẫu thân cùng muội muội, cùng Liễu gia ở An Nam Thành có ân oán không thể hóa giải. Mẫu thân 20 năm trước. Nhìn quyển trục một lúc lâu, Tô Thanh Thi hít một hơi, sau đó tay hơi dùng sức, quyển trục nhất thời hóa thành một đống mảnh nhỏ tiêu tán vào không trung. Ngươi là Kiếm Tông. Thanh Phong Cốc. Quá mất mặt, vứt đi được rồi, trưởng lão chết tiệt lại không nhắc nhở ta một chút, sau này làm sao còn gặp người được nữa. Thực sự là xấu hổ chết người. Sau khi mặc xong một bộ y phục, trong miệng Dương Diệp không ngừng tức giận mắng. Nghĩ đến lúc trước lại khỏa thân trước mặt mọi người trò chuyện cùng với một nữ tử lâu như thế, Dương Diệp xấu hổ và giận dữ muốn chết, như vậy sau này làm sao gặp người. Có cái gì đáng mất mặt, không phải là mấy lớp da thịt sao, để người ta nhìn vài lần thì thế nào, chẳng biết lúc nào, nữ tử quần đỏ xuất hiện phía sau Dương Diệp. Nghe được lời của cô gái, nội tâm Dương Diệp cả kinh, xoay người nhìn nữ tử, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Hắn lại không phát hiện được nữ tử trước mắt này đến từ lúc nào, nếu như nữ tử trước mắt này đánh lén mình, thì... Dương Diệp không dám nghĩ tới. Ngươi là ai? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Mộ Dung Yêu, nữ tử cười cười nói, bọn họ đều thích gọi là yêu nữ, đúng, ta chính là người xông qua tầng thứ 20. Nghe vậy, Dương Diệp có chút kinh ngạc, nói, ngươi là yêu nữ xếp hạng nhất trên ngoại môn bảng. Đối với yêu nữ, trước đây Dương Diệp cũng có nghe qua. Tuy nhiên hắn chưa từng thấy qua, hơn nữa bởi vì nguyên nhân bị cách chức làm đệ tử tạp dịch, hắn cũng không còn chú ý đến những người trên ngoại môn bảng, thế nhưng danh tiếng của nữ tử trước mặt này, hắn vẫn nghe qua. Có người nói yêu nữ này yêu nghiệt vô cùng, bên trong đệ tử ngoại môn không có đối thủ, thậm chí, một số trưởng lão ngoại môn cũng không phải đối thủ của nàng. Đối với việc này, trước đây Dương Diệp vẫn còn có chút không tin, nhưng bây giờ Dương Diệp đã có chút tin tưởng. Không nói đâu xa, đối với thân pháp cùng che giấu khí tức của nữ tử này, Phùng Vũ cùng thiên trưởng lão đều kém hơn. Mộ Dung Yêu không trả lời Dương Diệp, ngược lại hỏi, khảo hạch ngoại môn, người rời khỏi kiếm nô tháp, kể cả ta đều chỉ mệt mỏi tinh thần một tí, mà ngươi lại là thương tích đầy mình, tầng 22 không phải là ảo cảnh, mà là chân thực. Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặc một lát, nói ta cảm thấy là chân thật, không nói đâu xa. Chính là một đồng thương thích của ta đã có thể chứng minh. Mộ Dung Yêu cũng trầm mặc, một lúc lâu nàng lại hỏi, vì sao ngươi lại không tiếp tục? Dương Diệp lắc đầu, nói, sau khi ta phá được kiếm trận tầng thứ 22, lập tức bị truyền tống ra ngoài, về phần tại sao lại vậy, ta cũng không rõ. Dương Diệp vẫn không nói hết toàn bộ, hắn cùng nữ tử này cũng không quen biết gì. Mộ Dung Yêu a một tiếng, sau đó nhìn Dương Diệp một cái. Không tiếp tục hỏi vấn đề này, nói, bây giờ ngươi có thể xem là đệ tử ngoại môn chân chính, sau này có thời gian học hỏi một chút. Nói xong, nàng cũng không đợi Dương Diệp hồi phục, xoay người nhảy mấy cái, biến mất ở cửa cốc. Nữ nhân cổ quái. Nhìn nơi Mộ Dung Yêu biến mất, Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó cũng đi tới cửa cốc. Hắn nhớ kỹ, có người nợ hắn một thanh bảo kiếm huyền giai cùng Chu Linh Quả mà tiểu tử kia không ngại thiệt thòi cướp lấy kia. Dương Diệp đi tới ngoại môn phong, sau khi hỏi thăm, rốt cuộc tìm được nơi ở của Giang Nguyên, tìm được Giang Nguyên, Dương Diệp không nói nhảm, trực tiếp mở miệng đòi xích hồng kiếm. Sắc mặt Giang Nguyên lúc này rất khó nhìn, thanh xích hồng kiếm này, là lễ vật mà Gia Gia tặng y lúc đạt tới tiên thiên, cũng là một kiện huyền giai huyền bảo duy nhất của y. Ngày ấy sở dĩ y lấy ra đánh cược, ngoại trừ muốn khoe khoang ra, cũng bởi vì y đối với mình có lòng tin, cho rằng tuyệt đối sẽ không thua, nào ngờ. Người trước mắt này lại phá vỡ ghi chép của kiếm tông trăm năm qua. Nhìn bộ dạng Giang Nguyên, lông mày Dương Diệp nhíu một cái, nói có chơi có chịu,
nhanh lấy đồ ra, ta còn muốn đi tìm nữ tử kia. Không cần tìm, đồ vật ta đã mang đến. Lúc này, phía sau Dương Diệp truyền đến âm thanh của một nữ tử. Nói chuyện không phải ai khác, chính là ngày đó đánh cược với Dương Diệp, Thanh Tuyết. Thanh Tuyết đi tới trước mặt Dương Diệp, cũng không nói nhảm, ngón trỏ đeo chiếc nhẫn khẽ động, một cái hộp nhỏ tinh xảo xuất hiện trên tay, sau đó đưa hộp nhỏ cho Dương Diệp. Dương Diệp nhận lấy hộp, mở hộp ra nhìn, một mùi thơm ập đến, nhìn thấy là trái cây hôm đó, Dương Diệp cười cười, hướng về phía Thanh Tuyết khẽ gật đầu, cất đi hộp nhỏ, sau đó xoay người nhìn Giang Nguyên, lạnh nhạt nói, lấy xích hồng kiếm ra đi, đừng làm cho mọi người khinh thường ngươi. Giang Nguyên do dự một chút, nói, Dương Diệp, đây, xích hồng kiếm là truyền gia chi bảo của Giang gia, ngươi xem. Dương Diệp liếc mắt nhìn Giang Nguyên, sau đó nói, ta cũng không phải người không hiểu đạo lý, như vậy đi, ngươi lấy ra một vật có giá trị ngang bằng xích hồng kiếm cũng được. Nghe được Dương Diệp nói vậy, Giang Nguyên vội vã móc ra một ít gì đó, có huyền bảo, có huyền kỹ, có linh thảo, nhưng nếu so sánh giá trị với xích hồng kiếm, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Nhìn mấy thứ kia, khóe miệng Dương Diệp nổi lên một nụ cười nhạt, y muốn chơi xấu. Lúc này, Thanh Tuyết một bên châm chọc nói, Giang Nguyên, người muốn chơi xấu cứ nói ra đi. Còn lấy ra mấy thứ đổ bỏ đi, cho rằng Dương Diệp là đứa trẻ 3 tuổi sao. Đối với Giang Nguyên, nàng thực sự không có thiện cảm, phải nói đối với loại người mặt vểnh lên trời này, nàng không có thiện cảm. Giang Nguyên âm trầm liếc mắt nhìn Thanh Tuyết, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương Diệp, mấy thứ này tuy là giá trị không cao bằng xích hồng kiếm, nhưng đều hữu dụng đối với ngươi lúc này. Như vậy đi, ngươi nhận lấy mấy thứ này, coi như kết giao bằng hữu, thế nào? Dương Diệp lắc đầu, nói ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ta thay đổi chủ ý, ta chỉ muốn thanh xích hồng kiếm này, có chơi có chịu, giao xích hồng kiếm ra đây. Trong mắt Giang Nguyên lóe lên hàn quang, trầm giọng nói, Dương Diệp, là người nên lưu lại một con đường, sau này còn gặp lại. Mọi chuyện đừng làm quá gắt. Dương Diệp lắc đầu nhìn Giang Nguyên, cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp thi triển ra tật phong bộ, trong nháy mắt đi tới trước mặt Giang Nguyên, sau đó xuất quyền hướng về ngực Giang Nguyên. Dương Diệp không phải người thích nói nhảm, tên Giang Nguyên trước mặt này không muốn giao ra xích hồng kiếm, tiếp tục nói nhảm cũng chỉ phí thời gian. Nếu vậy, thì trực tiếp động thủ là được rồi. Giang Nguyên cùng Thanh Tuyết không hề nghĩ đến Dương Diệp lại trực tiếp động thủ. Giang Nguyên không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng đấm một quyền tới Dương Diệp. Rắc rắc, một âm thanh của tiếng xương gãy vang lên, Giang Nguyên hét thảm một tiếng, y đang chuẩn bị lui lại, cùng Dương Diệp kéo dài khoảng cách, nhưng mà chẳng biết lúc nào, Dương Diệp đã bắt được nắm tay mềm nhũn vì gãy xương, Dương Diệp cầm lấy nắm tay Giang Nguyên thuận thế lôi về hướng mình, sau đó tay phải lần nữa thuận thế lên trước tìm tòi, trực tiếp nắm lấy cổ họng Giang Nguyên. Ta đếm 3 tiếng. Nếu ngươi không mang xích hồng kiếm giao ra, ta lập tức giết chết ngươi. Nắm chặt cổ họng của Giang Nguyên, lời nói của Dương Diệp không có chút tình cảm nào, nói, một. Sắc mặt Giang Nguyên trắng bệch, trong lòng kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới lực lượng của Dương Diệp mạnh mẽ như vậy, hơn nữa tốc độ lại nhanh như thế, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương nắm lấy cổ. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Nhìn thấy sát ý trong mắt Dương Diệp, sắc mặt Giang Nguyên càng trắng hơn, một sự sợ hãi trong nháy mắt lan khắp toàn thân, lúc Dương Diệp chuẩn bị hô ba, Giang Nguyên theo bản năng từ trong không gian giới chỉ lấy ra xích hồng kiếm, khàn giọng nói ta trả đồ. Nhận lấy xích hồng kiếm, Dương Diệp tay phải buông lỏng khỏi cổ Giang Nguyên, sau đó cũng không nhìn Giang Nguyên, cất xích hồng kiếm vào không gian giới chỉ, xoay người rời đi, đi mấy bước, hắn đột nhiên xoay người nhìn Giang Nguyên. Nói, kỳ thực quên nói cho ngươi biết, ở kiếm tông không thể giết người ngoại trừ sinh tử đài, đúng rồi, ngươi mới tới, không biết cũng rất bình thường. Nói xong, không tiếp tục nhìn mặt mũi Giang Nguyên đã xanh mét, xoay người rời đi. Mà bên cạnh, Thanh Tuyết sau khi tỉnh hồn lại, liếc mắt khinh thường nhìn Giang Nguyên, sau đó đuổi theo Dương Diệp. Giang Nguyên nắm chặt hai tay, sắc mặt tái xanh, trong mắt giống như có thể phun ra lửa. Từ nhỏ đến lớn. Y chẳng bao giờ bị vũ nhục như vậy, không phải, đây là sỉ nhục y. Dương Diệp, ngươi chờ đó. Nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi, Giang Nguyên thấp giọng gầm hét lên. Luyện võ trường, Dương Diệp nhìn nữ tử tên là Thanh Tuyết trước mắt, nói Thanh Tuyết cô nương, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Thanh Tuyết nhìn Dương Diệp, nói con em thế gia đều cực kỳ cao ngạo,
đa số lòng dạ hẹp hòi, ngươi làm như vậy với Giang Nguyên, ngày sau có cơ hội, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cười cười, nói, đầu tiên cảm ơn lời khuyên của ngươi. Ngươi nói không sai, lấy loại tính cách cao ngạo này của Giang Nguyên, hắn sẽ không quên được chuyện này. Nhưng như vậy thì sao? Vì sợ hắn trả thù, liền buông tha thanh xích hồng kiếm này sao? Là đồ vật của ta, ta lại có thực lực, ta đây không ngại dùng sức mạnh thu hồi đồ vật của chính mình. Ngươi rất bá đạo, rất kiêu ngạo, Thanh Tuyết nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp lắc đầu, nói, không phải ta bá đạo kiêu ngạo, Thanh Tuyết cô nương, ngươi vừa tới kiếm tông, cho ngươi một chút đề nghị, đối với một số loại người, tỉ như cái kia Giang Nguyên, ngươi cũng đừng nói đạo lý với y, bởi vì ngươi nếu như nói đạo lý với y sẽ cho rằng ngươi sợ y sẽ càng thêm vô sỉ, càng thêm coi thường ngươi. Ngươi chỉ có dùng quả đấm mới có thể làm cho đối phương chủ động tới nói đạo lý với ngươi. Thanh Tuyết nghĩ một lát, sau đó nở nụ cười, nói cảm ơn đề nghị của ngươi, ta cảm thấy rất hữu dụng. Được rồi, mạo muội hỏi một câu, ngươi có phải hay không đã đạt tới tiên thiên? Dương Diệp lắc đầu. Vậy vì sao ngươi có thể nhất chiêu đã chế phục được tiên thiên cảnh, Giang Nguyên? Thanh Tuyết kinh ngạc nói. Tiên thiên, Dương Diệp cười cười, nói Thanh Tuyết cô nương, ngươi cho rằng Giang Nguyên là tiên thiên bình thường hay sao? Ta cho rằng y đã dùng tới ngoại vật để đạt tới tiên thiên. Một người sử dụng ngoại vật để đạt tới tiên thiên, ngươi cho là y có thực lực chân chính của cường giả tiên thiên sao? Hơn nữa ta còn đánh lén trước tiên, đánh cho y vội vàng không kịp chuẩn bị. Thì ra là thế, Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, được rồi, một số đệ tử ngoại môn vừa gây dựng một tổ chức nhỏ, ta là người lãnh đạo tạm thời của tổ chức, ngươi có muốn gia nhập vào hay không? Đúng rồi. Giang Nguyên cũng cùng những đệ tử khác thành lập một cái. Nghe vậy, Dương Diệp do dự một chút, sau đó lắc đầu, nói ta sẽ không gia nhập. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, đương nhiên, ta không gia nhập không phải ta cao ngạo hay là gì khác, chủ yếu là bởi vì ta cùng một người trên ngoại môn bảng có thù oán, hắn cũng có một tổ chức nhỏ, nếu như hiện tại ta gia nhập vào các ngươi, đối với các ngươi chỉ có hại. Thanh Tuyết trầm mặc một lát. Nói, hiện tại tổ chức vừa mới thành lập, mặc dù ta dẫn đầu ở trong đó, thế nhưng còn chưa có uy tín gì, nếu như người có thù oán với ngươi nhằm vào tổ chức, rất có thể tổ chức nhỏ này sẽ giải tán. Như vậy đi, chờ sau khi ta có uy tín nhất định, sau sẽ mời ngươi gia nhập vào, như thế nào? Nói rõ một chút, ta không phải sợ hãi kẻ thù của ngươi. Nghe được lời nói của Thanh Tuyết, nội tâm Dương Diệp hài lòng nhẹ gật đầu, sở dĩ hắn cùng nữ tử trước mặt này nói chuyện lâu như vậy. Chính là thêm một người bạn thì bớt một kẻ thù. Bây giờ nghe Thanh Tuyết nói vậy, hắn cảm thấy người trước mắt có thể kết giao. Nghĩ vậy, Dương Diệp cười cười, nói, một lần nữa làm quen, ta tên là Dương Diệp, người An Nam Thành. Nghe được lời nói của Dương Diệp, Thanh Tuyết ngẩn ra, sau đó trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói Tống Thanh Tuyết, Tuyên Vũ Thành. Thiên phú cùng thực lực của Dương Diệp, chính mắt nàng đã thấy được. Hơn nữa tính tình cùng phẩm chất của đối phương nàng cũng không ghét, làm bằng hữu với một người như vậy, trong lòng nàng không có mâu thuẫn. Cứ như vậy, Dương Diệp ở Kiếm Tông có thêm một vị bằng hữu. Nếu như Giang Nguyên có hành động gì nhắm vào ngươi, ta sẽ thông chi cho người trước tiên. Thanh Tuyết nói xong câu này, lập tức xoay người rời đi. Lúc Thanh Tuyết vừa mới rời đi, một gã đệ tử tạp dịch chạy tới trước mặt Dương Diệp. Tên đệ tử tạp dịch kia đưa một phong thư cho Dương Diệp, nói, Dương ca, đây là thư nhà của ngươi. Dương Diệp lấy ra một ít kim tệ cho tên đệ tử tạp dịch, chờ đệ tử tạp dịch đi rồi, Dương Diệp mở phong thư, khi thấy nội dung trong thư, sắc mặt Dương Diệp kịch biến. Liễu gia, muội muội cùng mẫu thân của ta nếu có chuyện gì, ta muốn Liễu gia cả nhà biến mất. Dương Diệp nắm chặt lá thư, mặt mày dữ tợn, rất nhanh đi tới nơi ở thiên trưởng lão. Thư này không phải của Tiểu Giao viết, mà là Thanh Hồng viết. Trong thư, Thanh Hồng có nói trước đây muội muội cùng mẫu thân bị đánh lén bởi một đám người áo đen thần bí, thực lực tên đó rất mạnh, ba người bọn họ không cách nào chống lại. Cũng may người áo đen không muốn lấy tính mạng của muội muội và mẫu thân hắn, chỉ muốn bắt đi các nàng. Nhưng may mắn là, muội muội cùng mẫu thân của hắn cũng không bị đối phương bắt đi, bởi vì Thanh Hồng ba người đột nhiên xuất hiện, làm cho ba người áo đen kia nhất thời không kịp chuẩn bị. Mấy người chiến đấu làm ảnh hưởng đến quân tuần tra An Nam Thành, quân tuần tra đến, đám người áo đen lập tức thoát đi.
Thanh Hồng không chút do dự lập tức viết thư cho Dương Diệp, để Dương Diệp nghĩ cách. Nhìn thấy nội dung bức thư, Dương Diệp nghĩ tới đầu tiên chính là Liễu Gia. Hắn Dương Gia ở An Nam Thành không hề có thù oán với nhà ai, chỉ có Liễu Gia trong thời gian qua phát sinh mâu thuẫn. Đặc biệt tại lúc hắn cùng Liễu Thanh Vũ ước hẹn sinh tử đấu, tất cả mâu thuẫn đã không thể hóa giải, trở thành sinh tử mâu thuẫn. Dương Diệp nổi giận xong thì cảm thấy may mắn ban đầu để cho Thanh Hồng ba người đi An Nam Thành bảo hộ muội muội cùng mẫu thân, nếu như không có Thanh Hồng ba người, sợ rằng lần này muội muội cùng mẫu thân khó thoát độc thủ. May mắn xong lại nổi giận, muội muội cùng mẫu thân là quan trọng nhất trong đời hắn, lần này Liễu Gia lại dám trực tiếp ra tay với các nàng, Dương Diệp giờ này khắc này thực sự rất muốn diệt Liễu Gia cả nhà. Thiên trưởng lão, ta muốn trở về An Nam Thành. Bên trong căn phòng thiên trưởng lão, Dương Diệp nhìn thiên trưởng lão, trầm giọng nói. Nhìn thấy Dương Diệp đến, sắc mặt đầy âm trầm, khi nghe được Dương Diệp nói ra, thiên trưởng lão ngẩn ra, sau đó nói, Dương Diệp, ngày mai là cuộc tỉ thí giữa những đệ tử mới tấn thăng ngoại môn, top 10 sẽ được kiếm tông ban thưởng, phần thưởng sẽ có huyền giai huyền kỹ. Hơn nữa 10 người hạng đầu sẽ có khả năng được ngũ phong phong chủ ghi nhận, là một cơ hội. Dương Diệp lắc đầu. Sau đó nói ra mọi chuyện ở An Nam Thành cùng thiên trưởng lão. Nghe xong Dương Diệp tường thuật, sắc mặt thiên trưởng lão nghiêm túc, nói, việc này Liễu Thanh Vũ hẳn là không thoát khỏi dính líu. Liễu Thanh Vũ, Dương Diệp khó hiểu, hỏi, y không ở kiếm tông hay sao? Thiên trưởng lão lắc đầu, nói, lúc ngươi xông lên tầng 21, Liễu Thanh Vũ đã rời khỏi kiếm tông, cùng y cùng rời đi còn có 2 gã đệ tử trên ngoại môn bảng. Lúc đó ta cũng không để ý. Còn tưởng rằng sau khi y nhìn thấy thiên phú của ngươi, sẽ trở về An Nam khiến Liễu Gia cùng người nhà ngươi giao hảo, nhưng không nghĩ đến, y không có ý tốt, mà là đối phó ngươi. Nghe vậy, trong mắt Dương Diệp lóe lên một luồng sát khí lạnh lẽo, nói ước định giữa ta và y còn có 2 tháng, xem ra y đã không thể chờ đợi, đã muốn diệt trừ ta. Thiên trưởng lão nói, Tiểu Dương, bằng tiềm lực cùng thiên phú của ngươi hôm nay. Ngươi thật sự tin là kiếm tông sẽ để cho ngươi dễ dàng chết trên sinh tử đài hay sao? Sẽ không, ở trên sinh tử đài, cho dù ngươi chiến bại, kiếm tông cũng sẽ không để ngươi chết, bởi vì ngươi liên quan đến Thanh Vân bảng sắp tới. Liễu Thanh Vũ chắc đã hiểu rõ đạo lý này, cho nên, nếu như y muốn giết ngươi, vậy thì chỉ có rời khỏi kiếm tông, sở dĩ, mục đích của y là dụ dỗ ngươi ra ngoài kiếm tông. Dương Diệp hướng về phía thiên trưởng lão thi lễ một cái. Sau đó nói, thiên trưởng lão, hiện tại ta đã là đệ tử ngoại môn, nói cách khác, ta tùy thời có thể rời khỏi kiếm tông rèn luyện, ta muốn xin thiên trưởng lão cho ta mượn dùng truyền tống đài truyền tống trận. Sử dụng truyền tống trận, là mục đích của Dương Diệp tìm đến thiên trưởng lão, bởi vì đệ tử ngoại môn không có tư cách sử dụng truyền tống trận, bên trong ngoại môn chỉ có trưởng lão mới có tư cách dùng đến. Thiên trưởng lão trầm giọng nói, thực lực Liễu Thanh Vũ đã đạt đến tiên thiên tam phẩm. 2 tên đệ tử kiếm tông đi cùng hắn cũng đều là tiên thiên nhị phẩm. Lúc này ngươi mới huyền giả cửu phẩm, đi ra ngoài chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ. Như vậy đi, để ta đi An Nam Thành cùng Liễu Gia điều giải một chút, ngươi ở kiếm tông an tâm tu luyện, như thế nào? Dương Diệp lắc đầu, nói thiên trưởng lão, mâu thuẫn giữa ta và Liễu Gia đã không thể điều tiết, Liễu Gia bọn họ cũng hiểu rõ đạo lý này. Cho dù bọn họ mặt ngoài bằng lòng với thiên trưởng lão sẽ không tìm muội muội ta cùng mẫu thân gây sự, thế nhưng sẽ ngấm ngầm ra tay. Lần này ta trở về, chính là muốn giải quyết triệt để ân oán giữa ta và Liễu Gia. Nói xong một câu cuối cùng, giọng nói Dương Diệp thay đổi lạnh lẽo không gì sánh được. Khóe môi thiên trưởng lão giật giật, rốt cuộc cũng không khuyên hắn nữa. Ông rất rõ ràng địa vị của muội muội và mẫu thân trong lòng Dương Diệp. Lần này Liễu Gia đối với muội muội cùng mẫu thân Dương Diệp ra tay, đây là trạm nghịch lân của Dương Diệp. Như lời Dương Diệp nói, lần này là sẽ là không chết không thôi. Nhưng mà lần này Dương Diệp trở về, rất có thể sẽ bị đối phương hạ độc thủ, phải biết rằng, thực lực Liễu Thanh Vũ cùng 2 tên đệ tử kia, Dương Diệp giờ này không cách nào chống lại. Thế nhưng hắn cũng biết, coi như ông không cho Dương Diệp sử dụng truyền tống trận, Dương Diệp cũng sẽ chạy về An Nam Thành, tính cách Dương Diệp. Ông biết rõ. Một lúc lâu, thiên trưởng lão thấp giọng thở dài, nói, đi thôi, ta dẫn người đi truyền tống đài. Tạ ơn thiên trưởng lão. Dương Diệp hướng về phía thiên trưởng lão ôm quyền, nói. Thiên trưởng lão lắc đầu, trầm giọng nói, ta dẫn người đi truyền tống đài, nhưng ta sẽ không giúp người đối phó Liễu Gia. Ngươi nên biết,
Đại Tần đế quốc rất mẫn cảm đối với các thế lực khác xen vào chuyện của thế tục, nếu như ta nhúng tay, có khả năng sẽ gây nên mâu thuẫn giữa Kiếm Tông cùng Đại Tần đế quốc. Tuy ông rất quan tâm Dương Diệp, nhưng chắc chắn không vì Dương Diệp mà làm ảnh hưởng tới lợi ích Kiếm Tông. Dương Diệp hiểu rõ. Thiên trưởng lão lại nói, còn nữa, bây giờ ngươi trở về An Nam Thành, cũng không phải trên danh nghĩa Kiếm Tông đệ tử trở về, mà là trên thân phận tạp dịch, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp thoáng giật mình, chợt hiểu rõ ra, hắn lần này trở về nếu như cùng Liễu gia vạch mạch, mà hắn lại là Kiếm Tông đệ tử, như vậy chắc chắn sẽ làm Đại Tần đế quốc bất mãn với Kiếm Tông. Nghĩ vậy, hắn nói, thiên trưởng lão, ta hiểu được đạo lý này, chỉ là hiện tại tất cả mọi người đã biết ta là đệ tử ngoại môn, ngươi xem. Thiên trưởng lão lắc đầu, nói, ngươi vẫn chưa tính là chân chính đệ tử Kiếm Tông. Muốn trở thành Kiếm Tông đệ tử, sau khi buổi lễ ngày mai kết thúc, Tông Mông ban phát cho trang phục cho cá nhân, đồng thời ghi tên các ngươi lại trên danh sách đệ tử Kiếm Tông, khi đó mới tính. Ngươi bây giờ, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải thật sự là Kiếm Tông đệ tử. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói ta hiểu được. Thiên trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi truyền tống đài. Nói xong, đứng dậy đi ra phía ngoài. Dương Diệp cũng lập tức vội vàng đi theo. Kiếm Tông được xây dựng trên Huyền Không Sơn dài hơn 1.000 dặm, trong đó có thất đại chủ phong, 36 ngọn tiểu phong, mỗi một phong đều cao vút trong mây, khoảng cách giữa hai bên rất là xa xôi, đặc biệt là khoảng cách giữa thất đại chủ phong, nếu như đi bộ, bằng sức của một đệ tử ngoại môn, ít nhất phải đi chừng mấy ngày. Cho nên Kiếm Tông, mỗi một phong đều có một cái truyền tống đài đó chính là để truyền tống đến các đỉnh núi. Đương nhiên, những truyền tống trận đó không phải cho các đệ tử ngoại môn dùng, mà là cho thất đại chủ phong bên trên những đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền cùng các trưởng lão sử dụng. Còn như đệ tử bên ngoài vì sao không thể dùng? Bởi vì đệ tử ngoại môn thực lực không đủ, truyền tống trận cũng sẽ có nguy hiểm, lúc đang được truyền tống, người được truyền tống sẽ bị mê muội đầu óc, toàn thân khó chịu, nếu như người được truyền tống thực lực quá yếu, thậm chí sẽ bị mất ý thức, thậm chí ngất đi trong quá trình truyền tống. Nếu như bị ngất đi trong quá trình truyền tống, yên tâm, sẽ không chết, chỉ là có khả năng biến thành ngu ngốc mà thôi. Trước đây Kiếm Tông đã phát hiện được điểm này, cho nên từ đó về sau, Kiếm Tông cấm đệ tử ngoại môn sử dụng truyền tống trận. Dương Diệp cùng thiên trưởng lão đi tới truyền tống đài, mấy đệ tử trấn thủ truyền tống đài nhìn thấy là thiên trưởng lão, hướng về phía thiên trưởng lão thi lễ một cái, sau đó không ngăn cản thiên trưởng lão cùng Dương Diệp. Ở nơi cao mấy thước trên truyền tống đài, trên thạch đài rộng khoảng mười mấy thước trái phải, ở trên thạch đài, có hơn trăm cái vòng tròn màu lam nhạt, từng cái lam sắc vòng tròn đại biểu một ngọn núi, đương nhiên, cũng có một số truyền tống đến những địa phương khác, tỉ như thập vạn đại sơn nguy hiểm khu vực, hay là Đại Tần đế quốc một số thành trì. Nhìn những vòng tròn, Dương Diệp biết, tuyệt đối không được vào sai vòng tròn, một khi vào sai, tỉ như truyền tống đến địa bàn một con vương cấp huyền thú ở thập vạn đại sơn. Vậy thì thật là có đi không về rồi. Trước đây dường như cũng xuất hiện qua sự tích ô long này. Cũng may, từ đó về sau, phía trên từng cái vòng tròn lam nhạt đều có ghi rõ tên địa phương. Thiên trưởng lão chỉ vào trong đó một vòng nhỏ lam nhạt, nói cái truyền tống trận này là truyền tống đến Triều Dương Thành, người đi Triều Dương Thành xong, có thể lựa chọn ma thú cưỡi đến An Nam Thành. Đương nhiên, người cũng có thể dùng truyền tống trận tại thành trì của Đại Tần đế quốc. Chỉ có điều giá cả rất đắt. Nghe vậy, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Triều Dương Thành hắn biết, là Kinh Châu một tòa thành lớn, chỉ gần với Kinh Châu chủ thành. Còn vì sao Kiếm Tông không có truyền tống trận ở An Nam Thành, Dương Diệp có chút khó hiểu, nhưng vừa suy nghĩ lập tức hiểu rõ. Đối với Kiếm Tông mà nói, An Nam Thành chỉ là một thành nhỏ, không đáng giá để Kiếm Tông ở An Nam Thành xây dựng truyền tống trận, phải biết rằng, thành lập truyền tống trận cũng cực kỳ tốn kém. Thiên trưởng lão từ trong lòng lấy ra hai tấm phù lục đưa cho Dương Diệp, nói, đây là một tấm hạ phẩm thần hành phù cùng trung phẩm trị liệu phù, thần hành phù có thể làm cho tốc độ của ngươi để thăng ba thành trong hai canh giờ, còn trị liệu phù này, chỉ cần ngươi bị thương không chết, đều có thể rất nhanh chữa khỏi. Nhìn thiên trưởng lão đưa tới hai tấm phù lục, nội tâm Dương Diệp ấm áp, hắn biết, thiên trưởng lão mặc dù là trưởng lão ngoại môn, thế nhưng loại phù lục này đối với thiên trưởng lão mà nói, cũng xem như rất chân quý. Phải biết rằng, không có hơn vạn điểm cống hiến tông môn, nhất định không đổi được loại phù lục này.
mà làm một trưởng lão ngoại môn, một tháng cùng lắm là được mấy trăm điểm cống hiến mà thôi. Hai tấm phù lục đối với Dương Diệp mà nói, cũng không tính là rất chân quý, thế nhưng phần tâm ý này của thiên trưởng lão làm cho Dương Diệp rất cảm động. Thiên trưởng lão mặc dù nói là sẽ không giúp hắn, thế nhưng hành động tặng phù không phải là đang giúp hắn sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, không có cự tuyệt, nhận lấy hai tấm phù lục, nghiêm túc nói cảm tạ thiên trưởng lão. Thiên trưởng lão cười lắc đầu, nói, hai tấm phù lục mà thôi, cảm tạ cái gì? Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi như vậy, đi thôi. Dương Diệp hướng về phía thiên trưởng lão thi lễ một cái, sau đó xoay người đi tới lam sắc vòng tròn. Lúc Dương Diệp đang muốn đi đến lam sắc vòng tròn, một âm thanh trong trẻo làm cho bước chân của Dương Diệp ngừng lại. Tiểu tạp dịch ngươi chờ đó cho ta, chờ nha. Đó là Bảo Nhi âm thanh. Nghe được âm thanh này, Dương Diệp xoay người hướng dưới đài nhìn lại, chỉ thấy Bảo Nhi đang nhanh chóng chạy tới gần, vừa chạy vừa không ngừng vẫy tay. Nhìn thấy Bảo Nhi, thiên trưởng lão khóe miệng giật một cái, sau đó nói, trước đây lúc ngươi ở kiếm nô tháp, nàng chờ ở bên ngoài 20 ngày, cuối cùng ngươi vẫn không ra ngoài, nàng trở về phủ phong. Thôi, hai người các ngươi tâm sự thật tốt đi, ta sẽ không can thiệp. Nói xong, thiên trưởng lão cũng không đợi Dương Diệp đáp lời, hướng phía bên kia nhảy qua, sau khi hạ xuống, nhảy mấy cái liền biến mất khỏi tầm mắt Dương Diệp. Nhìn thiên trưởng lão giống như đang chạy trối chết, Dương Diệp lắc đầu cười, xem ra trưởng lão ngoại môn đối với Bảo Nhi rất là kiêng kỵ cùng đau đầu. Bảo Nhi chạy tới trước mặt Dương Diệp, từng hơi thở dốc lấy, giống như có chuyện quan trọng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tự như một quả táo vậy, rất là đáng yêu. Đừng có gấp, nghỉ ngơi một chút đã, ta chưa đi. Dương Diệp cười nói. Bảo Nhi chừng Dương Diệp một cái, nghỉ ngơi một lát sau, nàng mới nói, tiểu tạp dịch, Bảo Nhi hận ngươi chết đi được, ngươi đi cũng không tìm ta, ngươi nói, ngươi có xem ta là bằng hữu hay không? Bảo Nhi, ta cũng mới tới đây không bao lâu, hơn nữa ta cũng không biết phủ phong ở nơi nào, ta làm sao tìm được ngươi? Dương Diệp oan ức nói, ta mặc kệ, Bảo Nhi hừ nói, ngươi lại dám để ta chờ 20 ngày, ngươi phải bồi thường nha. Đây mới là mục đích của ngươi ư, Dương Diệp nói. Bảo Nhi vừa bình thường xong lại tiếp tục đỏ mặt, giống như thẹn quá thành giận, nhấc chân phải lên hung hăng đạp Dương Diệp một cái, nói ta mặc kệ, ngươi để cho ta tức giận, ngươi đem tiểu tử kia cho ta liền tha thứ cho ngươi, ta muốn tiểu tử kia. Dương Diệp có chút đau đầu, Bảo Nhi thật đúng là đối với tiểu tử kia mê mệt rồi. Chỉ là, coi như hắn nguyện ý trao tiểu tử kia cho Bảo Nhi, thế nhưng liệu tiểu tử kia có đồng ý hay không? Tiểu tạp dịch, ngươi đưa tiểu tử kia cho ta đi. Ta cam đoan, tiểu tử kia theo ta sẽ được ăn no uống say, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ nó, ta sẽ nuôi nó mập mập mạp mạp, có được không? Nó theo ngươi, chắc chắn sẽ không hạnh phúc, ngươi là quỷ nghèo. Bảo Nhi nói. Dương Diệp đen mặt, nói ta nghèo, ta nhận, thế nhưng cái gì gọi là theo ta sẽ không hạnh phúc? Dương Diệp rất muốn mang Bảo Nhi vứt xuống vòng xoáy đan điền, để nàng nhìn tiểu tử kia ở trong ao huyền khí có bao nhiêu hạnh phúc. Dương Diệp suy nghĩ một chút, ôn nhu nói, Bảo Nhi, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi muốn tiểu tử kia, vậy thì phải cần tiểu tử kia có cảm tình với ngươi, để nó xem ngươi là bằng hữu. Chỉ cần tiểu tử kia xem ngươi là bằng hữu, về sau ngươi muốn nó theo ngươi, nó còn có thể cự tuyệt sao? Nhưng mà tiểu tử kia vẫn theo ngươi. Bảo Nhi đều không có thời gian cùng nó bồi dưỡng cảm tình. Nếu không như vậy đi, ngươi nhường tiểu tử kia cho ta, để cho ta cùng nó bồi dưỡng cảm tình được không? Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói qua, Bảo Nhi lấy ra một cái kiếm hạp, đưa cho Dương Diệp nói, ngươi xem bảo bối này, đây chính là một cái đại bảo bối, bên trong có 36 chuôi hoàng giai thượng phẩm huyền kiếm, trên kiếm hạp còn có một cái minh văn, là một huyền giai trung phẩm kiếm trận, rất lợi hại. Nhìn kiếm hạp kia, nhịp tim Dương Diệp không kìm được đập nhanh lên, thứ này vừa nhìn đã biết là đồ tốt, chỉ là tiểu tử kia thực sự không thể nhường. Dương Diệp hít sâu một hơi, tận lực không thèm nghĩ đến kiếm hạp, nhìn Bảo Nhi tựa như một tiểu hồ ly, trong lòng có chút buồn cười, từ lúc gặp mặt đến bây giờ, tiểu ma nữ này đầu tiên là mạnh bạo, sau đó là tới mềm, hiện tại lại tới cám dỗ, vì có được tiểu tử kia, tiểu ma nữ thật sự có thể dùng mọi thủ đoạn. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nghiêm túc nói, Bảo Nhi, thành thật mà nói, ta đã bị kiếm hạp mê hoặc rồi. Nhưng mà Bảo Nhi, tiểu tử kia thực sự không thể cho ngươi,
sở dĩ nó theo ta, là bởi vì một ít nguyên nhân ta cũng không hiểu rõ, hơn nữa tiểu tử kia với người giống nhau, là bằng hữu của ta, ta không có quyền tặng nó cho người nào. Bảo Nhi trầm mặc, một lát sau, nói, có thể, nhưng mà ta thực sự rất thích tiểu tử kia nha, thực sự rất thích đó. Mặc dù có chút điêu ngoa, nhưng rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ. Nội tâm Dương Diệp thở dài, cưng chiều xoa đầu Bảo Nhi, ôn nhu nói, Bảo Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm bạn với tiểu tử kia, hay là xem nó như sủng vật để nuôi? Điều đó có khác nhau sao? Bảo Nhi trừng mắt nhìn, nói. Đương nhiên là khác, Dương Diệp nói, ngươi biết tiểu tử kia vì sao nguyện ý theo ta không? Bởi vì nó biết ngươi trước. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, sau đó nhẹ gật đầu, nói, được rồi, đấy cũng tính là một cái lý do. Thế nhưng ngươi biết nó vì sao không bị hấp dẫn bởi ngươi, mà tiếp lựa chọn theo ta không? Bảo Nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, chắc là ngươi cho nó thứ tốt hơn. Dương Diệp hết chỗ nói rồi, nhà đầu kia cho rằng là đùa giỡn sao? Ngươi có thể hỏi một câu vì sao không? Dương Diệp quyết định không hỏi, trực tiếp tiến nhập chủ đề, nói tiểu tử kia sở dĩ theo ta, là bởi vì ta cùng nó là bằng hữu, nó đem xem ta là bằng hữu, ta cũng coi nó là bằng hữu. Nó theo ta, nó vẫn tự do, nó muốn đi lúc nào đều được. Thế nhưng nếu như theo lời của ngươi, ngươi sẽ nuôi nó như sủng vật, nó sẽ mất đi tự do, nếu như là ngươi, ngươi nguyện ý mất đi tự do sao? Bảo Nhi hồ nghi nhìn Dương Diệp một chút, nói tiểu tạp dịch, có phải ngươi đang gạt Bảo Nhi hay không? Trước đây Gia Gia không muốn cho Bảo Nhi đồ vật, hắn sẽ nói rất nhiều đạo lý. Dương Diệp. Lúc Dương Diệp không nói, Bảo Nhi lại nói, nhưng ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, về sau ta sẽ không cùng ngươi giành tiểu tử. Ta sẽ thử cùng tiểu tử kia làm bằng hữu, đúng, làm bằng hữu, không biến nó thành sủng vật. Nghe vậy, Dương Diệp nhẹ thở ra một hơi, tiểu ma nữ rốt cuộc thông suốt. Bảo Nhi mang kiếm hạp đưa vào trong tay Dương Diệp, nói, đồ bỏ đi này sẽ cho ngươi, để trong giới chỉ của ta chỉ chật chỗ. Được rồi, không sao, ta trở về Phù Phong. Nói xong xoay người rời đi, đi hai bước, giống như nghĩ tới điều gì, lại xoay người, nói tiểu tạp dịch, Gia Gia đã sắp trở về rồi, ngươi cũng không thể để Phù Văn Chi Đạo hạ xuống, Gia Gia cũng rất nghiêm khắc. Đương nhiên sẽ không, Dương Diệp cười nói. Bảo Nhi đầu nhỏ gật một cái, sau đó hơ tay nhỏ, một bước nhảy nhót rời đi. Nhìn Bảo Nhi hai bím tóc tung bay, Dương Diệp cười cười. Cúi đầu nhìn một chút kiếm hạp trong tay, trong lòng ấm áp. Lắc đầu, Dương Diệp đưa kiếm hạp bỏ vào nạp giới, sau đó đi vào trong tuyển tống trận. Triều Dương Thành sở dĩ phồn hoa, kiếm tông cùng thập vạn đại sơn có thể nói đều có công lao quá vĩ đại. Kiếm tông mặc dù đang là nhất môn nhị cung tam tông bên trong lót đáy, thế nhưng nội tình cùng thực lực cao tầng vẫn không ai dám xem thường. Đương nhiên, quan trọng nhất là kiếm tông cũng cần tiêu phí. Kiếm tông nhân khẩu rất nhiều, những người này tuy đều là cường giả, thế nhưng cường giả cũng cần mặc quần áo, cũng cần ăn cơm, hơn nữa còn phải mặc tốt nhất, ăn tốt nhất. Còn như những chi tiêu khác, vậy thì cũng cực kỳ khổng lồ. Cho nên, kiếm tông tại thế tục cũng có buôn bán, đương nhiên. Những việc làm ăn đó đều để người trong thế tục thay mặt quản ý. Mà kiếm tông chọn địa phương chính là Triều Dương Thành. Về phần tại sao nói thập vạn đại sơn cũng có công lao vĩ đại đây? Cũng là bởi vì tiêu phí. Đương nhiên, lần này không phải người của kiếm tông, mà là những lính đánh thuê xung quanh thập vạn đại sơn. Những lính đánh thuê này ở thập vạn đại sơn tìm được linh thảo, săn giết huyền thú đều cần một nơi để tiêu thụ, mà nơi đó chính là Triều Dương Thành. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp dần dần nghe được tiếng ồn ào đám người, dần dần, các loại âm thanh càng ngày càng nhiều. Sau một lát, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là một thanh niên hơn 20 tuổi. Nhìn thấy Dương Diệp mở hai mắt ra, người thanh niên này hướng về phía Dương Diệp chắp tay, nói, sư huynh, ngươi đã tỉnh. Nhìn nam tử trước mắt, Dương Diệp hỏi, ngươi là ai? Thanh niên hướng về phía hắn thi lễ một cái, cung kính nói. Sư đệ Mã Nam, là kiếm tông đệ tử ký danh, chuyên môn phụ trách tiếp đãi đệ tử tông môn đến Triều Dương Thành. Cũng là một gã quản sự ở Duyệt Lai khách sạn này. Ký danh đệ tử, Dương Diệp khẽ nhíu mày, rất nhanh, Dương Diệp liền hiểu. Ký danh đệ tử đều giống như những bàn tay của tông môn ở thế tục quản lý buôn bán. Thân phận này cũng giống như tạp dịch ở kiếm tông vậy, thuộc về tầng lớp không địa vị.
Nhưng mà nếu so với đệ tử tạp dịch thì khá hơn một chút, bởi vì ký danh đệ tử được ghi chép trong sổ sách. Hơn nữa ký danh đệ tử khi nào có lượng điểm cống hiến tông môn nhất định, là có thể biến thành đệ tử ngoại môn. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước mắt đệ tử ký danh Mã Nam, khi phát hiện cảnh giới của hắn, Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, bởi vì đệ tử tên Mã Nam này là huyền nghĩa cửu phẩm, nhưng Dương Diệp vẫn lắc đầu một cái, hơn 20 tuổi huyền giả cửu phẩm, thiên phú như vậy, kiếm tông nhất định là coi thường. Không tiếp tục suy nghĩ gì khác, Dương Diệp hỏi, Mã huynh đệ, xin hỏi Triều Dương Thành bên trong có phủ văn sư công hội phân hội hay không? Nghe được Dương Diệp xưng hô, Mã Nam ngẩn ra, chợt vội vàng nói, sư huynh, gọi sư đệ hoặc là tiểu mã thì tốt rồi, huynh đệ hai chữ, Mã Nam không dám. Những đệ tử tông môn đến Triều Dương Thành đều mặt mũi hướng lên trời, rất khó phục vụ. Hắn nào dám để đối phương xưng huynh đệ hai chữ? Dương Diệp lắc đầu, cười nói, Mã huynh đệ, ngươi là kiếm tông ký danh đệ tử, nếu là ký danh đệ tử, vậy cùng chúng ta là đồng môn. Có thể người khác không nghĩ như vậy, nhưng ít ra ta nghĩ như thế, không cần tính toán vấn đề xưng hô, nói cho ta nghe đi. Dương Diệp biết có một số tông môn đệ tử cao ngạo, đặc biệt khi ở trước mặt ký danh đệ tử, luôn luôn mang tâm lý tài trí hơn người. Thế nhưng hắn Dương Diệp không có, bởi vì hắn đã từng làm đệ tử tạp dịch, còn thấp kém hơn cả ký danh đệ tử. Nghe vậy, Mã Nam nhìn Dương Diệp một cái, thấy hắn biểu tình không giống như giả, lập tức tăng cao cảm tình với Dương Diệp, cũng không tiếp tục tính toán vấn đề xưng hô, nói trước đây Triều Dương Thành cũng không có phủ văn sư công hội phân hội, nhưng từ lúc Triều Dương Thành phồn hoa không kém Kinh Châu chủ thành, phủ văn sư công hội đã mở một phân hội ở Triều Dương Thành, sư huynh muốn đi phủ văn sư công hội phân hội. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói ta muốn đi xem thử, Mã huynh đệ có thể dẫn đường hay không? Thành thật mà nói, ta lần đầu tiên tới Triều Dương Thành, đối với nơi này hoàn toàn mù đường. Đương nhiên không thành vấn đề, Mã Nam đáp ứng vô cùng sảng khoái. Vào lúc hai người sắp rời đi, bên cạnh truyền tống trận lúc trước Dương Diệp đứng, đột nhiên truyền ra chấn động năng lượng, lập tức một thanh niên mặc trường bào đệ tử ngoại môn đi ra. Chàng thanh niên sau khi ra ngoài, nhìn Dương Diệp một cái, khi thấy Dương Diệp mặc đồ không phải đệ tử kiếm tông trang phục, thì lập tức nhìn Mã Nam bên cạnh, nói tiểu Mã, thay ta chuẩn bị một ít thức ăn, còn có trang phục nam bộ, nhớ kỹ, chỉ cần hoa nam hiên trang phục. Tốc độ nhanh lên, ta không có thời gian. Mã Nam hướng về phía nam tử ôm quyền, xin lỗi nói, Từ Phong sư huynh, ta đã đáp ứng dẫn đường cho vị sư huynh này, đợi ta dẫn hắn đến nơi xong quay lại chuẩn bị cho Từ sư huynh được không? Từ Phong có chút ngoài ý muốn, vừa nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi là đệ tử của kiếm tông. Giọng nói chất vấn. Dương Diệp lông mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, nói, mới vừa tấn chức đệ tử ngoại môn. Tuy là thiên trưởng lão nói hắn lúc này chưa tính là đệ tử ngoại môn, nhưng lời này hắn cũng không tin, hiện tại hắn chỉ thiếu một cái thân phận tượng trưng mà thôi. Nghe vậy, Từ Phong trên mặt hiện lên một nụ cười giảo hoạt, nói, thì ra là vừa tấn thăng sư đệ. Nói xong, lại về phía Mã Nam, nói, nhanh đi làm chuyện của ta cho tốt, chậm trễ thì đừng trách ta không khách khí. Kiếm tông những đệ tử ngoại môn vừa tấn thăng đều sẽ bị đệ tử ngoại môn thế hệ trước gõ một cái, hắn trước đây đã bị gõ qua, cũng đã gõ qua người khác, mà bây giờ, hắn vừa chuẩn bị gõ Dương Diệp. Mã Nam nhìn Dương Diệp một chút, giống như đang hỏi ý kiến Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp không gấp, hắn trước hết đi làm cho Từ Phong. Thấy Mã Nam nhìn mình, Dương Diệp hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng lúc này thời gian của Dương Diệp cũng quý giá vô cùng, lập tức nói, Mã Nam huynh đệ, làm phiền đưa ta đi trước. Nếu như đối phương thái độ tốt, lại thực sự có việc gấp, hắn là không ngại để Mã Nam làm việc cho đối phương. Thế nhưng thái độ đối phương làm cho hắn rất khó chịu, người đã không cho ta thoải mái, ta cần gì phải để cho ngươi thoải mái. Nghe được Dương Diệp lời nói, Mã Nam có chút khó khăn, bình tĩnh mà xem xét, hắn là hy vọng trước mang Dương Diệp đi, dù sao phải nói tới trước tới sau. Thế nhưng Từ Phong bên cạnh cũng không phải là người dễ đối phó. Nếu như hắn thực sự đưa Dương Diệp đi trước, vậy đối phương nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Từ Phong hai mắt khẽ híp, nhìn Dương Diệp, nói, sư đệ, sư huynh dạy ngươi một cái đạo lý, đối nhân xử thế phải khiêm tốn một chút, nếu không. Ở kiếm tông nhưng là rất khó đi lại. Dương Diệp cười nói, ngươi nói rất đúng, đối nhân xử thế phải khiêm tốn một chút, nếu không. Rất khó đi lại, ta cũng dạy ngươi một cái đạo lý, những lời này là muốn dựa trên thực lực mà nói.
người nói đúng không? Ồ, Từ Phong nhất thời cười nhạt, nói, thì ra sư đệ muốn cùng sư huynh luận bàn một chút, như vậy, vậy hãy để cho sư huynh lãnh giáo một chút sư đệ cao chiêu rồi. Nói xong, thân hình khẽ động, một quyền hướng phía Dương Diệp đánh tới. Ầm, một tiếng vang trầm đục, một bóng người té bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên vách tường. Dương Diệp thu hồi nắm tay, nhìn Từ Phong nằm trong góc nhà, nói, chỉ là cửu phẩm thực lực, vì sao cũng không biết khiêm tốn một chút. Người khiêm tốn một chút sẽ chết sao? Bên cạnh Mã Nam hoàn toàn hóa đá, ông trời, đây chính là huyền giả cửu phẩm đó. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Từ Phong chậm rãi đứng lên, lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nói, ngươi là ai? Dương Diệp, nói xong, Dương Diệp xoay người nhìn về Mã Nam còn đang hoa đá, nói, Mã huynh đệ, mang ta đi Phủ Văn Sư phân hội. Đối diện với mấy tên cao ngạo này, không coi ai ra gì, Dương Diệp không có một chút thiện cảm. Mã Nam cứng ngắc gật đầu, sau đó có chút máy móc mang theo Dương Diệp đi ra phía ngoài, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ, Dương Diệp lúc trước một quyền kia, quá nhanh, thật là quá nhanh. Dương Diệp, đột nhiên, hai mắt Từ Phong chợt trợn tròn, nói, hắn chính là vậy tên kia xông vào tầng thứ 22, Dương Diệp. Hắn không biết Dương Diệp. Khảo hạch đệ tử ngoại môn trong khoảng thời gian này, hắn đang trong thời gian về nhà thăm thân nhân, cho nên hắn cũng không nhận ra Dương Diệp. Thế nhưng hắn nghe qua, đúng vậy, lúc Dương Diệp xông vào thứ 22 tầng, tin tức này không chỉ lưu truyền bên trong nội bộ, còn truyền ra bên ngoài. Hắn lần này vô cùng lo lắng chuẩn bị trở về kiếm tông, chính là muốn nhìn ngày mai đệ tử ngoại môn mới tấn thăng tỷ thí, đúng, phải nói muốn nhìn một chút người đã phá vỡ kiếm tông kiếm nô tháp trăm năm ghi chép. Dương Diệp. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn không chỉ trước tiên nhìn thấy, còn cùng đối phương giao thủ. Càng không có nghĩ tới ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Nhìn Dương Diệp cùng Mã Nam bóng lưng rời đi, Từ Phong lẩm bẩm nói, không hổ là kẻ có thể xông vào tầng 22. Thực lực thật là mạnh. Phù Văn Sư Công Hội ở Nam Vực là một tổ chức đặc thù, so với lục đại thế lực mà nói, thành viên của bọn họ ít đến thương cảm, tuy thành viên bọn họ cực ít. Thế nhưng thực lực của bọn họ lại cực kỳ cường hãn, cho dù là Đại Tần Đế Quốc hay là Nguyên Môn cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc bọn họ. Không chỉ không dám tùy gờ tiện đắc tội, hơn nữa Đại Tần Đế Quốc cùng lục đại thế lực phải cho họ nhiều tiện lợi cùng đặc quyền. Trên đường đi tới Phủ Văn Sư Công Hội, Mã Nam hướng về phía Dương Diệp giải thích. Đối với những chuyện về Phủ Văn Sư Công Hội mà Dương Diệp hỏi hắn, mặc dù hắn có chút hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không hỏi. Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Vậy không phải nói bọn họ là một thế lực khác bên ngoài Đại Tần Đế Quốc và lục đại thế lực. Mã Nam nhẹ gật đầu, nói, bọn họ xem như là một thế lực, thế nhưng bọn họ cùng những thế lực khác lại không giống nhau lắm, bởi vì thành viên của bọn họ đều được tự do, thành viên của công hội có thể gia nhập vào các đại thế lực, chỉ là không phải gia nhập cả đời, mà là một loại hiệp ước chế định. Nói thí dụ như chúng ta kiếm tông, nghiêm chỉnh mà nói chính là phù phong của kiếm tông chúng ta, bọn họ cũng không thuộc về kiếm tông. Chỉ là cùng kiếm tông có một loại quan hệ hợp tác. Không gần như chỉ ở kiếm tông, chính là Đại Tần Đế Quốc cùng các đại thế lực đều có phù văn sư, những người phù văn sư đó phần lớn cũng đều là hiệp ước chế định, mà không phải người của các đại thế lực. Tỷ như một tên phù văn sư gia nhập vào một môn phái, nếu như môn phái này bị người ta diệt, thì tên phù văn sư ấy cũng không có chuyện gì, bởi vì hắn thuộc về phù văn sư công hội, người nào muốn động hắn, sẽ bị toàn bộ phù văn sư công hội trả thù. Toàn bộ phù văn sư công hội trả thù. Dương Diệp kinh ngạc hỏi. Mã Nam nhẹ gật đầu, nói, điều kiện để trở thành phù văn sư thật sự là quá hà khắc, cho nên phù văn sư nhân lực cực kỳ thiếu thốn, ít đến thương cảm. Bởi vì nhân lực ít, cho nên phù văn sư công hội đều cực kỳ đoàn kết. Bọn họ cũng không thể không đoàn kết, bởi vì nhân lực quá ít, nếu như không đoàn kết, chỉ sợ bọn họ đã sớm không còn. Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặc. Trước đây hắn biết thân phận phù văn sư rất tôn quý, nhưng không nghĩ đến phù văn sư chân quý như vậy, chân quý đến mức các đại thế lực đều phải nể mặt bọn họ. Hiện tại hắn đã hiểu thấu này vì sao các trưởng lão ngoại môn lại sợ đắc tội Bảo Nhi ra ra, thì ra người ta cũng không phải là của kiếm tông. Mã Nam tiếp tục nói, phù văn sư ở toàn bộ Nam vực địa vị rất cao, tỉ như bản thân phù văn sư phạm vào tội gì, Đại Tần Đế Quốc cũng sẽ không xử lý bọn họ. Mà là đưa bọn họ giao cho phù văn sư công hội tự mình xử lý,
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là tội danh ấy không phải đặc biệt nghiêm trọng. Dương Diệp lần nữa cả kinh, nói, Đại Tần đế quốc luật pháp đối với phủ văn sư vô dụng. Dương Diệp từ nhỏ ở Đại Tần đế quốc lớn lên, đương nhiên biết luật pháp Đại Tần đế quốc nghiêm ngặt như thế nào. Đại Tần đế quốc lấy pháp trị quốc, luật pháp có thể nói là căn cơ Đại Tần đế quốc, phải biết rằng, coi như là nguyên môn hay các tông môn đệ tử khác ở Đại Tần đế quốc phạm tội, đều sẽ bị Đại Tần đế quốc xử trí. Mã Nam lắc đầu, nói, không phải là không có tác dụng, mà là Đại Tần đế quốc cho phủ văn sư đặc quyền. Hơn nữa phủ văn sư công hội giống như cũng không chân chính bao che phủ văn sư phạm tội, nếu như phủ văn sư phạm tội rất nặng, sẽ bị tước đoạt thân phận phủ văn sư, một khi bị tước đoạt thân phận phủ văn sư, vậy thì đại biểu tên phủ văn sư ấy không còn được phủ văn sư công hội che chở cùng các đặc quyền khác. Thì ra là thế, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói như vậy cùng cảm thấy bình thường. Đại Tần đế quốc không thể để bất cứ một thế lực nào ngự trị phía trên, bởi vì như thế, không chỉ khiến phủ văn sư ngang ngược kiêu ngạo, còn có thể để quyền uy của Đại Tần của đế quốc rơi vào khiêu khích. Chuyện như vậy, Đại Tần đế quốc làm sao có thể cho phép xảy ra? Mã Nam cười nói, tuy là vẫn có ràng buộc, thế nhưng địa vị phủ văn sư vẫn rất cao. Thân phận của bọn họ ở Nam vực cũng rất có phân lượng, đi tới nơi khác, người khác đều đối với bọn họ lễ nhượng ba phần đấy. Dương Diệp cũng cười nhẹ gật đầu, bây giờ hắn rất muốn gặp mặt Bảo Nhi để cảm tạ, là nàng khiến hắn trở thành phủ văn sư. Có thân phân phận phủ văn sư này, lần này làm việc hắn có thể bớt đi một ít cố kỵ. Bất chi bất giác, phủ văn sư công hội phân hội, đã đến. Phủ văn sư công hội phân hội ở nơi phồn hoa nhất Triều Dương Thành, kiến trúc bên ngoài rất là xa hoa, to lớn. Nhìn trước mắt kiến trúc của nơi này, nội tâm Dương Diệp cũng không khỏi không cảm thán sự giàu có của phủ văn sư. Một cái phân hội lại có 6 tầng cao, hơn nữa tất cả đều chế tạo từ kim cương. Phải biết rằng, một viên kim cương lớn bằng bàn tay có giá hơn 10 kim tệ. Hơn 10 kim tệ cũng đủ một gia đình bình thường sinh hoạt một năm rồi. Nhìn thấy Dương Diệp ngạc nhiên như vậy, Mã Nam cười nói, phủ văn sư nổi danh giàu có, phải biết rằng, bọn họ bán tùy ý một tấm phủ cũng được mấy vạn kim tệ rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mã Nam, nói, Mã huynh đệ, ta muốn đi vào làm ít chuyện, nếu như ngươi không vội, làm phiền ở chỗ này chờ ta một chút. Sư huynh ngươi muốn đi vào, Mã Nam cả kinh, sau đó vội vàng nói, sư huynh, phủ văn sư công hội này chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, không thể vào. Hắn ban đầu còn tưởng Dương Diệp chỉ muốn nhìn phủ văn sư công hội một chút, không nghĩ tới Dương Diệp lại muốn đi vào, làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Dương Diệp cười cười, đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này, một chiếc xe ngựa từ bên phải hai người đi tới, tốc độ xe ngựa rất nhanh, có chút loạn, người trên đường phố cả kinh vội vã né sang hai bên. Xem ra tam tiểu thư của Tiêu gia lại tới khảo hạch phủ văn sư. Nhìn chiếc xe ngựa kia, Mã Nam thấp giọng nói. Tiêu gia, Dương Diệp có chút ngạc nhiên. Mã Nam nhẹ gật đầu, giải thích Tiêu gia là một gia tộc mới quật khởi ở Triều Dương Thành. Gia chủ là một cường giả linh nghĩa cảnh, gia tộc rất có quyền thế ở Triều Dương Thành. Ngồi trong xe ngựa chắc chắn là tam tiểu thư Tiêu gia, sở dĩ Tiêu gia quật khởi, nguyên nhân không phải chỉ vì có cường giả linh nghĩa cảnh, còn vì vị tam tiểu thư này của Tiêu gia. Nhìn hướng đi của xe ngựa, Dương Diệp cười nói, vị tam tiểu thư này cũng là một phủ văn sư hay sao? Mã Nam cười cười, nói, kỳ thực chưa tính là, nàng chỉ có tư cách trở thành phủ văn sư mà thôi. Nàng là ngũ hành huyền khí, Dương Diệp hỏi. Mã Nam lắc đầu, nói, không phải, là một loại biến dị huyền khí, nàng. Không phải ngũ hành huyền khí cũng có thể trở thành phù văn sư. Dương Diệp cắt đứt lời nói của Mã Nam, kinh ngạc hỏi. Bảo Nhi từng nói với hắn, chỉ có ngũ hành huyền khí mới có thể trở thành phù văn sư. Đối với Dương Diệp không hiểu chuyện, Mã Nam cũng không lạ lắm. Lập tức giải thích, kỳ thực muốn trở thành phù văn sư. Cũng không phải chỉ có ngũ hành huyền khí mới có thể. Chỉ cần huyền khí ly thể mà không tiêu tán, thì có thể trở thành phù văn sư, mà một số biến dị huyền khí có thể làm được điều đó. Đương nhiên, so với ngũ hành huyền khí thì còn kém rất nhiều. Cho nên, đến nay cũng không có phù văn đại sư nào nhận tam tiểu thư của Tiêu gia làm đồ đệ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, lúc này hắn đã hiểu, biết được hắn không phải ngũ hành huyền khí cũng có thể trở thành phù văn sư. Bởi vì huyền khí của hắn được xem như biến dị, chỉ là biến dị huyền khí của hắn còn mạnh hơn cả ngũ hành huyền khí nữa.
Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó nói, Mã huynh, nếu như ngươi có chuyện thì hãy về khách sạn trước đi, ta đi vào đây. Nói xong, đi về phía Phủ Văn Sư Công Hội. Mã Nam do dự một chút, song vẫn không có lên tiếng ngăn cản. Vị Dương Sư Huynh trước mặt này có nhiều chỗ không biết, nhưng không phải người ngu, đối phương muốn vào phân hội, hẳn không phải là tìm đường chết mà là thật sự có chuyện. Đứng lại, Dương Diệp chuẩn bị tiến vào Phủ Văn Sư Công Hội Đại Môn, một người nam tử tuổi còn trẻ lập tức ngăn cản đứng trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía nam tử, thoáng ngoài ý muốn, bởi vì nam tử này lại là cường giả tiên thiên cảnh. Mà một tên cường giả tiên thiên cảnh chỉ đứng đây giữ cửa. Đúng vậy, người thanh niên này là người giữ cửa, chỉ là lúc đầu Dương Diệp bỏ qua sự tồn tại của người này. Đây là Phủ Văn Sư Công Hội, những người không có phận sự mau mau rời đi. Người thanh niên trầm giọng nói. Ta muốn khảo hạch Phủ Văn Sư, Dương Diệp lạt nhạt nói. Nghe vậy, chàng thanh niên ngẩn ra, chợt sắc mặt mềm một ít, nói có thư đề cử không? Thư đề cử, Dương Diệp khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu, nói, không có thư đề cử không thể khảo hạch sao? Nghe được Dương Diệp trả lời, sắc mặt thanh niên lần thứ hai lạnh xuống, nói, không có thư đề cử đương nhiên không thể, các đại sư Phủ Văn Sư đều bận bịu. Nếu như ai cũng có thể tới khảo hạch, như vậy bọn họ còn có thời gian nghiên cứu Phủ Văn chi đạo sao? Được rồi, không nhiều lời với ngươi, nhanh chóng rời đi, nếu không. Đừng trách ta không khách khí. Dương Diệp lông mày lần nữa nhíu lại, hắn không nghĩ tới khảo hạch này lại muốn thư đề cử, Phủ Văn Sư hắn quen biết chỉ có Bảo Nhi, đâu còn biết đến Phủ Văn Sư nào khác. Người sư phụ kia hẳn là có tư cách đề cử, chỉ là bây giờ mình đi đâu tìm ông ấy bây giờ. Để cho hắn vào cùng nha. Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo dễ nghe từ phía sau Dương Diệp vang lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.